Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 65. Mắt thấy chọc mệnh thiên vĩ càng ngày càng gần, tâm Tiêu Phàm cũng khẩn trương lên, hắn đã cảm thụ đến một cỗ khí tức tử vong đang áp sát. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thân thể cũng biến thành cứng ngắc, tốc độ càng ngày càng chậm. Sắc mặt Tiêu Phàm biến hóa, thân thể bản thân lúc này vậy mà không nghe sai khiến. Nói không sợ là không có khả năng, nhưng còn không làm Tiêu Phàm sợ hãi đến dũng khí chạy trốn đều không có, về phần tại sao không động được thì Tiêu Phàm cũng không biết. Bất quá, khi hắn lần nữa hướng phía dưới nhìn lại, lại phát hiện tốc độ chọc mệnh thiên vĩ cũng chậm hơn rất nhiều, tám đầu xúc tu gắt gao cắm vào bốn phía trong vách đá, từng bước một leo lên. Ngũ hành phong ấn vốn chính là dùng để đối phó nó mặc dù mạnh hơn ta, nhưng tiếp nhận áp lực khẳng định cũng hơn ta vô số lần. Tiêu Phàm vui vẻ. Đối với hắn mà nói đây coi là một tin tức tốt, chỉ cần tiếp tục vừa lên vừa trốn, chọc mệnh thiên vĩ muốn đuổi kịp hắn cũng không dễ dàng, bởi vì càng lên phía trên, chọc mệnh thiên vĩ tiếp nhận áp lực càng lớn, muốn giết hắn càng thêm gian nan. Chỉ là, hắn hiện tại phải giải quyết vấn đề thân thể cứng ngắc, nếu như tiếp tục bất động ở chỗ này, chọc mệnh thiên vĩ sớm muộn sẽ đuổi kịp hắn. 100 trượng, 80 trượng, 40 trượng. Theo chọc mệnh thiên vĩ không ngừng tới gần, thân thể Tiêu Phàm run rẩy càng ngày càng lợi hại, thậm chí thật giống như bị một cỗ lực lượng giam cầm. Là nó, Tiêu Phàm bỗng nhiên minh bạch tới, bản thân không cách nào động đậy nhất định là chọc mệnh thiên vĩ xuất thủ, bằng không mà nói thân thể hắn làm sao có thể không nghe sai khiến đây. Đáng tiếc, coi như biết thì như thế nào, Tiêu Phàm vẫn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn chọc mệnh thiên vĩ tới gần. Tiêu Phàm có thể nhìn thấy trong ánh mắt lộ ra chọc mệnh thiên vĩ từng vệt cười lạnh, tựa như thập phần khinh thường Tiêu Phàm sâu kiến chạy trốn. Rốt cục, chọc mệnh thiên vĩ ở cách Tiêu Phàm 10 trượng thì dừng lại thân hình, nó từ trong vách đá rút ra một cái xúc tu, chậm rãi hướng về Tiêu Phàm dò tới. Có lẽ là thừa nhận áp lực thật lớn, tốc độ xúc tu kia hành động rất chậm. Có lẽ là nó cố ý muốn tra tấn Tiêu Phàm cho nên không muốn lập tức giết chết hắn. Trái tim Tiêu Phàm phù 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 nhảy lên, thiếu chút nữa thì từ trong cổ họng nhảy ra, hắn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đầu xúc tu kia. Xúc tu chưa tới, một cỗ uy áp bàng bạc liền ép Tiêu Phàm có chút không thở nổi, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, ra sức kích ra tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch. Sắc mặt hắn kìm nén đến đỏ bừng, nửa người trên nổ tung, lộ ra cơ bắp cứng cáp hữu lực, quanh người hắn thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, kinh mạch đáng sợ bạo khởi. Giống, đột nhiên sau lưng Tiêu Phàm hiện lên một đạo hắc sắc thiên mạc to lớn, hắc sắc thiên mạc cùng hắc ám hòa làm một thể, thậm chí tựa như thôn phệ bóng đêm vô tận. Sau đó, xúc tu của chọc mệnh thiên vĩ trong nháy mắt ngưng một cái, vô số con mắt kịch liệt run rẩy, nó chỉ thấy bên trong bóng đêm vô tận đột nhiên xông đi ra một đạo hắc sắc móng vuốt, chụp vào xúc tu to lớn của nó. Có thể động, trong chớp nhoáng, Tiêu Phàm tránh thoát cỗ trói buộc chi lực. Chỉ là làm Tiêu Phàm mắt trợn tròn là xúc tu huyết sắc to lớn vậy mà hướng về phía dưới bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ móng vuốt càng nhanh hơn, trực tiếp sắt lấy xúc tu huyết sắc, sau đó nhanh chóng bao trùm, hắc sắc càng nhanh chóng ăn mòn xúc tu huyết sắc. Phải biết, khu trục bốn phía xúc tu chọc mệnh thiên vĩ trước đó là hắc ám, nhưng mà hiện tại lại bị hắc ám ăn mòn. Đây là, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì hắn cảm ứng được móng vuốt màu đen là cái gì, chính là U Linh Chiến Hồn. Tiêu Phàm gặp qua U Linh Chiến Hồn tự động hộ thể, nhưng hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy U Linh Chiến Hồn chủ động xuất kích đối với một đầu hồn thú, lần trước xúc tu bá đạo cũng chỉ là ứng phó ý niệm đế thương giả mà thôi. Hắn phát hiện, U Linh Chiến Hồn càng quỷ dị hơn, trong ánh sáng hắc sắc thậm chí còn lộ ra một tia huyết sắc. Ô giống chọc mệnh thiên vĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, bên trong thanh âm tràn ngập sợ hãi và không thể tin. Nhưng mà U Linh Chiến Hồn tựa như quấn lên chọc mệnh thiên vĩ, một đầu xúc tu to lớn đã bị nó quấn quanh một nửa, hơn nữa căn bản không có ngừng tay. Sau một khắc, sự tình phát sinh khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, chỉ thấy chọc mệnh thiên vĩ đột nhiên tự cắt một đầu xúc tu, sau đó thân thể nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Cảm thụ đến trạng thái U Linh Chiến Hồn. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, hắn phát hiện, đầu xúc tu bị U Linh Chiến Hồn bắt lấy lại bị U Linh Chiến Hồn nuốt chừng. Lúc U Linh Chiến Hồn trở lại trên người hắn,
một cỗ lực lượng phản hồi to lớn trải rộng toàn thân, thương thế Tiêu Phàm trong nháy mắt tốt hơn một nửa. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, U Linh Chiến Hồn nhất định chính là kẻ ăn hàng. Lần trước nuốt ý niệm đế thương giả, lần này ngược lại tốt, vậy mà Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng dám nuốt. Đừng chạy, nhìn thấy dạng cơ hội này, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ đây, thân thể hắn hóa thành lưu quang xông thẳng đến Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Nhìn thấy Tiêu Phàm đuổi theo, bên trong vô số con mắt Trọc Mệnh Thiên Vĩ đều là vẻ sợ hãi, lúc này Tiêu Phàm khống chế U Linh Chiến Hồn lần nữa xuất kích. Phốc một tiếng, U Linh Chiến Hồn bỗng nhiên lại bắt lấy một đầu xúc tu, lần này dưới sự khống chế của Tiêu Phàm, một đầu xúc tu chỉ dùng mấy hơi thở liền bị thôn phệ không còn một mảnh, mà thương thế Tiêu Phàm đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Hơn nữa, hắn cảm giác lực lượng bản thân nhanh chóng tăng vọt, nhất là lực lượng linh hồn, so với trước càng cường đại hơn nhiều. Thậm chí, còn có một loại lực lượng huyền diệu cũng nhanh chóng tăng lên, mặc dù Tiêu Phàm không biết lực lượng kia là cái gì, nhưng cùng mệnh cách có quan hệ. U Linh, ăn cho ta, tiếp tục ăn cho ta. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ra sức gào thét, tựa như đánh máu gà, hưng phấn vô cùng. Mới vừa rồi bị Trọc Mệnh Thiên Vĩ tổn thương không nhẹ, trong lòng Tiêu Phàm kìm nén một cỗ lửa giận to lớn, hắn còn chưa từng bị biệt khuất như này. Vốn cho là vô cùng có khả năng sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới U Linh Chiến Hồn đột nhiên mang cho hắn vui mừng ngoài ý muốn, liền Trọc Mệnh Thiên Vĩ đều có thể ăn. Mặc dù hắn không biết thực lực Trọc Mệnh Thiên Vĩ như thế nào, nhưng chỉ cần U Linh Chiến Hồn có thể khắc chế nó liền đã đủ rồi. Theo Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, U Linh Chiến Hồn lại bắt lấy đầu xúc tu thứ ba, mấy hơi thở, đầu thứ ba xúc tu lại bị thôn phệ không còn. Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm thụ bản thân đang không ngừng mạnh lên, nếu như lĩnh ngộ tam trọng tu la chi ý, hắn lập tức liền có thể đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang từ thể nội Tiêu Phàm truyền đến, bởi vì hồn hải biến mất cho nên phệ hồn huyết tầm một mực được nuôi dưỡng ở bên trong huyết mạch. Nhưng mà hiện tại phệ hồn huyết tầm vậy mà đột phá, lần trước phệ hồn huyết tầm liền đột phá đến chiến thánh cảnh trung kỳ, hiện tại đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ. Tốt, Tiêu Phàm kinh hỉ vô cùng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đem phệ hồn huyết tàm đưa vào bên trong tiểu thiên địa, phệ hồn huyết tàm đột phá đối với hắn mà nói có thể lại là một sự giúp đỡ lớn. U Linh, liều mạng ăn cho ta, còn 5 cái xúc tu, mỗi một đầu đều không buông tha. Tiêu Phàm kêu to, hắn tin tưởng một khi nuốt 5 cái xúc tu kia, phệ hồn huyết tàm tuyệt đối có thể đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Hiện tại Tiêu Phàm hắn cũng không chỉ nghĩ đến báo thù, mà là cho không ít đồ vật trên người mạnh lên, dạng cơ hội này là cực kỳ thưa thớt. Tiêu Phàm mặc dù không biết Trọc Mệnh Thiên Vĩ tại sao sợ U Linh Chiến Hồn, bất quá cái này đã không quan trọng, hắn hiện tại chỉ muốn diệt Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là thực lực U Linh Chiến Hồn có vẻ như cũng không làm sao, dù là khắc tinh Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng không đến mức đánh Trọc Mệnh Thiên Vĩ chạy trối chết chứ. Phải biết, hắn trước mặt Trọc Mệnh Thiên Vĩ đều cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Bất kể như thế nào, thừa dịp nó sợ hãi, ăn trước rồi nói. Tiêu Phàm trầm ngâm, hắn hiện tại chỉ muốn thừa dịp này diệt Trọc Mệnh Thiên Vĩ. Hiện tại thực lực Trọc Mệnh Thiên Vĩ giảm đi nhiều, còn không thừa cơ nuốt xúc tu nó, một khi nó phát cuồng, không may vẫn là hắn. Tốc độ Trọc Mệnh Thiên Vĩ rơi xuống rất nhanh, nó đã bị U Linh Chiến Hồn dọa đến sợ hãi. Mỗi một đầu xúc tu đều là ngưng tụ tinh khí thần. Mặc dù không đến mức đòi mạng, nhưng đối với nó mà nói cũng là tổn thương cực lớn, hắn bị phong ấn ở nơi đây vô số năm, mỗi một ngày tiêu hao đều là tinh khí thần tự thân. Nếu là đổi lại thời kỳ đỉnh phong, Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng không cần e ngại U Linh Chiến Hồn, đương nhiên, nếu như U Linh Chiến ở thời kỳ đỉnh, đó cũng là một phen tình cảnh khác. A-ô đầu xúc tu thứ tư rốt cục bị U Linh Chiến Hồn bắt được. Lần này vẻn vẹn tốn 2 cái hô hấp liền bị nuốt ăn không còn, Tiêu Phàm cảm giác bản thân đều rất giống muốn bạo tạc. Lực lượng vô tận chiến hồn, U Linh Chiến Hồn điên cuồng tăng vọt, thậm chí ngay cả 10 đầu bạch sắc quang mang đều hừng hực, nhìn qua lại muốn đục ngầu không ít. Ô giống, Trọc Mệnh Thiên Vĩ phát ra tiếng gào thét thê lương, lửa giận cũng bị thiêu đốt, chuẩn bị cùng Tiêu Phàm liều mạng. Nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ có thể cảm ứng được Trọc Mệnh Thiên Vĩ sợ hãi. Nuốt nó 4 cái xúc tu, rất hiển nhiên còn chưa tới ranh giới cuối cùng. Tiếp tục ăn, Tiêu Phàm làm sao có thể buông tha hắn đây,
nếu có thể giết ra hỏa này cũng coi như là vì chiến hồn đại lục trừ hại. Nếu là hắn thực phá phong ấn mà ra, đến thời điểm kẻ thứ nhất không may là Sở Gia, hiện tại Sở Gia là mẫu thân Sở Lăng Vi hắn làm gia chủ, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không để cho nó tiếp tục làm loạn. Hắn cũng biết rõ chọc mệnh thiên vĩ đáng sợ, quái vật khổng lồ không phải có thể đủ thực lực để cân nhắc, phàm là mệnh cách yếu hơn nó, cơ hồ cũng không dám cùng nó đối kháng. Đương nhiên, trong lòng Tiêu Phàm cũng tại có chút ít mong chờ, U Linh chiến hồn là nắm giữ năng lực biến ảo, nếu như nuốt chọc mệnh thiên vĩ, phải chăng về sau cũng có thể đầy đủ năng lực chọc mệnh thiên vĩ thì sao? Nếu như có thể, Tiêu Phàm tuyệt đối không ngại hiện tại liền thử nghiệm một cái. Chỉ là muốn giết chết chọc mệnh thiên vĩ đoán chừng cũng không phải dễ dàng. Tiêu Phàm điên cuồng đuổi theo, chọc mệnh thiên vĩ căn bản không dám cùng U Linh chiến hồn cứng đối cứng, rất nhanh, đầu thứ 5, đầu thứ 6 xúc tu bị U Linh chiến hồn thôn phệ. Oanh một tiếng, thể nội hắn lần nữa truyền đến một đạo âm thanh nổi giận, phệ hồn huyết tầm vậy mà đột phá đến cửu giai đỉnh phong, tương đương với tu sĩ nhân loại chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh. Tiêu Phàm phát hiện bản thân vẫn quá khinh thường chọc mệnh thiên vĩ, nếu như nó chỉ là chiến thánh cảnh mà nói, nuốt xúc tu nó là tuyệt đối không có khả năng làm phệ hồn huyết tầm đột phá cửu giai đỉnh phong. Duy nhất một cái khả năng chính là, chọc mệnh thiên vĩ là chiến thần cảnh. Chỉ là chiến thần cảnh sẽ sợ hãi U Linh chiến hồn sao? Tiêu Phàm có chút nghi hoặc, cũng đúng lúc này chỉ còn lại hai đầu xúc tu cuối cùng chọc mệnh thiên vĩ rốt cục phát cuồng, cho cấp bách còn nhảy tường. Lại càng không cần phải nói nó thần thú bậc này. Hai đầu xúc tu to lớn khuấy động hư không, hiện lên hình dạng xoắn ốc nhanh chóng xoay quanh, bên trong hắc sắc thông đạo sinh ra một cỗ kình phong to lớn. Kình phong sinh ra cảm giác áp bách ngăn cản thân hình Tiêu Phàm tiếp tục hạ lạc, bộ mặt hắn có chút bắt đầu vặn vẹo, thậm chí ngay cả con mắt đều không mở ra được. Mấy tức sau, thân ảnh Tiêu Phàm rốt cục dừng lại, dưới luồng kình phong phần phật lại bị hất bay đi. Mặc cho Tiêu Phàm cố gắng như thế nào cũng không còn cách nào hạ thấp được. Tiêu Phàm đối với thực lực chọc mệnh thiên vĩ cũng rõ ràng nhận biết, gia hỏa này tuyệt đối vẫn là chiến thần cảnh, bằng không mà nói không có khả năng làm Tiêu Phàm không có bất luận sức hoàn thủ. Chỉ là tại nơi này, thực lực hắn khẳng định bị áp chế rất lợi hại, cho nên không có trong nháy mắt giết chết hắn. Hắn cũng biết lấy thực lực hắn, muốn diệt sát chọc mệnh thiên vĩ cũng không có khả năng, nếu như không phải U Linh chiến hồn. Hắn hiện tại đoán chừng đã trở thành khẩu phần lương thực của chọc mệnh thiên vĩ. Tiêu Phàm mặc cho cỗ sóng gió to lớn kia thổi hắn, sau nửa ngày hắn mới từ trên vách đá dựng đứng dừng lại. Giờ phút này hắn cảm giác lực lượng bản thân bạo tăng, nhưng quả thực là không cách nào đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ. Tu La thiên địa chi ý như thế nào? Trong lòng Tiêu Phàm thầm nhủ, nhìn hắc sắc thông đạo đen kịt. Tiêu Phàm hít sâu một cái liền tiến vào bên trong tiểu thiên địa. Hắn biết muốn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ trừ lĩnh ngộ tu la thiên địa chi ý không khả năng khác nữa, bất quá so với đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, Tiêu Phàm vẫn là rời đi nơi này. Ta đi tới nơi này đã không biết bao lâu, mẹ đoán chừng đã sớm lo lắng, trước khi rời khỏi nơi này nhất định phải lĩnh ngộ hư không thần văn. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó lấy ra thiên cơ đồ liền bắt đầu lĩnh hội. Cũng đúng lúc này, Sở Gia cổ địa, sắc mặt Sở Lăng Vi khó coi từ chỗ sâu phong ấn chi địa đi ra. Mẹ, ca đâu? Tiêu Linh Nhi vội vàng lên đón, lo lắng nói. Sở Lăng Vi lắc đầu, nhất thời không biết nói cái gì, bất quá trên mặt nàng khó nén vẻ lo lắng. Hắn sẽ không sao chứ, biết ngay hắn sẽ bỏ rơi ta ở đây mà. Tiêu Linh Nhi tức giận sưng mặt lên, một bộ ta nhất định muốn tìm hắn tính sổ. Đi! Chúng ta trước rời khỏi nơi này. Sở Lăng Vi không có nói thêm cái gì, miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Nàng tiến vào phong ấn chi địa căn bản không có cảm ứng được bất luận hồn giới gì tồn tại. Tiêu Phàm rõ ràng nói xong muốn tại xung quanh phong ấn chi địa bố trí hồn giới. Hơn nữa nàng cũng không có cảm ứng được bất luận khí tức gì của Tiêu Phàm. Gần một năm rồi, Phàm Nhi đã đi đâu? Trong lòng Sở Lăng Vi âm thầm trầm ngâm. Không sai. Tiêu Phàm tiến vào hắc sắc không gian đã một năm, thời gian một năm, Sở Lăng Vi đã triệt để nắm giữ Sở Gia. Mặt khác, Hề Lão mặc dù đi, nhưng Sở Lăng Vi vẫn mượn danh nghĩa hắn để hắn đảm nhiệm đại trưởng lão thần dược các. Đông đảo trưởng lão Sở Gia đều bị nàng sinh tử ấn, lại không dám công nhiên phản kháng Sở Lăng Vi, cho dù vụng trộm đều không có gan.
Ngay từ đầu đột nhiên đổi gia chủ, Sở gia cũng thập phần sao động, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh xuống, dù sao Sở Lăng Vi phần lớn người vẫn là nhận biết, huống chi còn có các đại trưởng lão Sở gia duy trì. Oanh, đang lúc hai người quay người chuẩn bị rời đi, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang to lớn, ngay sau đó một đạo thanh âm vô cùng to quanh quẩn ở chân trời, thật lâu không dứt, tựa như từ trong lòng mỗi người vang lên. Truyền thiên hạ lệnh, chiến thần điện ân trạch thiên hạ, thông đạo thần kiếp chi địa truyền tống ngay hôm đó mở ra, tu sĩ cổ tộc chiến thánh cảnh trở lên có thể gia nhập chiến thần điện, tiến về thần kiếp chi địa lịch luyện. Giờ khắc này, tất cả mọi người cổ địa Sở gia ngẩng đầu nhìn về phía không trung, phần lớn người lộ ra vẻ mờ mịt, chỉ có số ít người kinh hỉ vô cùng. Truyền thiên hạ lệnh, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Tiêu Linh Nhi thập phần không phục nhìn không trung. Chiến thần điện rốt cục không bình tĩnh. Sở Lăng Vi hít sâu một cái, thần sắc vô cùng ngưng trọng, sau đó nhanh chóng hướng về Sở gia phủ đệ bay đi. Lúc Sở Lăng Vi mẹ con vừa mới trở lại Sở gia phủ đệ, lúc này, một lão già đi tới, cung kính nói, gia chủ, sứ giả chiến thần điện cầu kiến. Chiến thần điện, trong lòng Sở Lăng Vi buồn bực, vừa nãy chiến thần điện mới tuyên bố thiên hạ lệnh, làm sao liền nhanh như vậy tìm tới cửa đây. Nàng biết rõ, thiên hạ lệnh khẳng định không chỉ châm đối Sở gia mà là châm đối tất cả cổ tộc chiến hồn đại lục, lần này mở ra thần kiếp chi địa có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Về phần cụ thể vì cái gì, Sở Lăng Vi cũng không rõ ràng, vừa vặn có lẽ có thể từ trên người sứ giả chiến thần điện được một ít tin tức. Dẫn hắn đến phòng khách. Sở Lăng Vi ngẫm lại nói ra. Vâng, gia chủ. Lão giả cung kính thối lui. Mẹ, chiến thần điện phái người đến cổ địa Sở gia làm cái gì? Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nói, trong mắt lấp lóe không ngừng, không biết đang suy nghĩ chủ ý xấu gì. Mẹ cũng không biết, Linh Nhi, người đừng rời khỏi Sở gia cổ địa. Sở Lăng Vi hết sức trịnh trọng nói, để lại một câu nói liền quay người rời đi. Nếu ca thực đi, ta cũng muốn rời đi. Tiêu Linh Nhi nhỏ giọng thầm thì nói, sau đó trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lại nói Sở Lăng Vi rời đi, rất nhanh liền đi tới phòng khách, các đại trưởng lão Sở gia đã chờ đợi lâu ngày, đám người đối diện có ba đạo thân ảnh, cầm đầu là một hắc bào lão giả, bên người lão giả còn đứng hai nam nữ trẻ tuổi. Bái kiến gia chủ. Nhìn thấy Sở Lăng Vi xuất hiện, đám người Sở gia đều bái nói. Ngươi là Sở gia gia chủ. Hắc bào lão giả cau mày một cái, trong mắt đều là vẻ khó tin, hắn còn nhớ kỹ Sở gia gia chủ là một nam nhân mới đúng, làm sao biến thành một nữ nhân. Hơn nữa nữ nhân này còn trẻ như thế, một chút cũng không giống có thể trở thành cổ tộc gia chủ. Sở gia gia chủ chẳng lẽ còn phải được chiến thần điện đồng ý? Sở Lăng Vi ngồi ở phía trên chủ vị. Nhàn nhạt nhìn hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả cau mày một cái, trong mắt lóe lên một tia không thích, hắn chính là sứ giả chiến thần điện, ai đối với hắn không khách khí. Ngữ khí Sở Lăng Vi làm hắn thập phần khó chịu, chỉ là hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, thanh âm Sở Lăng Vi vang lên. Chiến thần điện vừa mới truyền thiên hạ lệnh, tại sao lại cố ý phái ngươi tới? Trong giọng Sở Lăng Vi không có mảy may khách khí, thậm chí còn có một chút chất vấn. Ở trong mắt Sở Lăng Vi, Sở gia làm sao không phải cao ngạo đây, Sở gia nguyện ý ẩn thế không có nghĩa là không thể cùng chiến thần điện giao phong. Hơn nữa, Sở gia mặc dù mặt ngoài nguyện ý cúi đầu trước chiến thần điện, nhưng lưu tại mảnh này cổ địa vốn là một loại phản kháng im ắng. Sư tôn ta là chiến thần điện sứ giả, ngữ khí ngươi là ý gì? Hắc bào lão giả còn không có nói chuyện, thanh niên nam tử phía sau liền tiến lên một bước, chất vấn. Ngươi lại là thứ gì, dám ở trước mặt gia chủ diễu võ dương oai. Tam trưởng lão cũng lập tức đứng ra, đây chính là cơ hội nịnh nọt Sở Lăng Vi, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Không chỉ là tam trưởng lão khác cũng nhao nhao quát mắng, khí thế cường đại xông thẳng đến ba người kia, ba người bị dọa cho phát sợ, kém chút bỏ chạy. Audio điện tử võ tấn bền. Bọn hắn phát hiện. Sở gia so sánh với trước kia có chút khác biệt, tựa như càng thêm đoàn kết hơn rất nhiều, nếu là bình thường, tuyệt đối không ai dám quát mắng sứ giả chiến thần điện bọn hắn. Sở Lăng Vi khoát khoát tay, đám người lập tức lui sang một bên, Sở Lăng Vi thản nhiên nói, có chuyện thì nói mau đi, không có việc gì nói, bản gia chủ cũng không phụng bồi. Sở gia chủ, hắc bào lão giả vội vàng kêu lên,
sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng hắn lại không thể làm gì, lão hủ hôm nay tới đây là mang theo chiếu lệnh điện chủ đại nhân. Chiếu lệnh, chiến thần điện tính là gì, cũng xứng đối với sở gia ta tuyên bố chiếu lệnh sao? Người đâu, tiễn khách, Sở Lăng Vi hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, trực tiếp chuẩn bị rời đi. Những người khác cũng vô cùng khó chịu, sở gia thân làm cổ tộc mặc dù nguyện ý lấy chiến thần điện cầm đầu, nhưng cũng không có nghĩa là sở gia liền thần phục chiến thần điện. Cổ tộc khác kỳ thật cũng giống như thế, cũng chỉ là bên ngoài bồi dưỡng một cái thế lực hưởng ứng chiến thần điện hiệu triệu, tựa như thần binh các, lăng vân cung, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn phụ thuộc chiến thần điện. Chỉ là bọn hắn bình thường giận mà không dám nói gì mà thôi, nhưng hiện tại không giống, bọn hắn nhất định phải đi theo bước chân Sở Lăng Vi. Hắc bào lão giả lửa giận thiếu chút nữa thì bộc phát đi ra, ngữ khí cũng biến thành vô cùng băng lãnh. Nói ra, sở gia chủ cần gì phải khó xử lão hủ đây, lão hủ chỉ là truyền tin mà thôi. Ngươi không đáng để ta làm khó ngươi, bản gia chủ tự mình đến gặp ngươi liền đã cho ngươi mặt mũi, ngươi thật đúng là đem ngươi coi thành điện chủ chiến thần điện. Lại cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, không nói liền đem ngươi vứt ra ngoài. Thần sắc Sở Lăng Vi hơi hơi lạnh lẽo. Ngươi, ngươi tự xem, lão hủ cáo từ. Hắc bào lão giả bị dọa cho phát sợ. Tiện tay vung ra một khối ngọc bội, liền mang hai đồ nhi rời đi. Đám người sở ra cũng không có ngăn cản, bọn hắn biết rõ Tiêu Phàm thân làm Tu La Điện Chủ, sớm muộn sẽ đụng tới chiến thần điện. Mà mẫu thân Tiêu Phàm thân làm gia chủ sở ra làm sao có thể đứng ở một bên chiến thần điện đây, các vị trưởng lão mặc dù không nói, nhưng trong lòng bọn hắn đều thập phần rõ ràng điểm này. Hơn nữa sở ra thân làm cổ tộc, không tham dự đại thế lực ngoại giới tranh đấu. Nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai. Lúc này, con người đám người đều rơi vào ngọc bội trong tay Sở Lăng Vi, nhìn trong ngọc bội tin tức, sắc mặt Sở Lăng Vi bỗng biến khó nhìn. Gia chủ, có sự tình gì cần chúng ta giúp một tay sao? Tam trưởng lão lấy dũng khí hỏi. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi thăm. Lâu Lan cổ địa lại muốn xuất thế. Sở Lăng Vi hít sâu một cái. Lâu Lan cổ địa. Chính là trên không chim bay, dưới không tẩu thú, nhìn khắp mục tiêu chỉ có xương khô Lâu Lan cổ địa. Tam trưởng lão hít một hơi lạnh. Có chút trưởng lão cũng lộ ra vẻ kinh hãi, bất quá còn có một hai trưởng lão không rõ ràng, nhưng cũng qua nét mặt của đám người có thể nghe ra cổ địa này không đơn giản. Gia chủ, cổ Lâu Lan xuất thế lần nữa, gia tộc chúng ta nên toàn lực ứng phó, có lẽ có cơ duyên thành thần. Trong đó một trưởng lão áo bào xanh hơi hơi kích động nói ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định có thể nhận ra vị trưởng lão này, hắn chính là Sở Thanh Dương, lâu chủ Thiên Thánh Lâu, được Sở Lăng Vi đề bạt làm trưởng lão dòng chính. Bản cung ngược lại cũng muốn, nhưng chiến thần điện nắm giữ ra vào Lâu Lan cổ địa trong tay, sở ra nếu muốn tiến vào Lâu Lan cổ địa chỉ có thể điều động người trẻ tuổi dưới 30 tuổi tiến vào, hơn nữa điều kiện tiên quyết là nhất định phải gia nhập chiến thần điện. Một khi rời Lâu Lan cổ địa, cũng chỉ có thể tiến về thần kiếp chi địa. Sở Lăng Vi buồn bã nói ra, ánh mắt có chút lạnh, điều kiện như vậy không phải nàng muốn tiếp nhận. Đây quả thực là uy hiếp trần trụi, Sở Thanh Dương phẫn nộ nói. Những người khác trong mắt nóng rực, trong nháy mắt bị tưới nước lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy chiến thần điện là trần trụi uy hiếp cổ tộc, nhưng bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Không thể. Lâu Lan cổ địa là nơi nào, chỉ cần có người am hiểu đều rất rõ ràng, nơi đó là một mảnh chiến trường cổ to lớn, một nơi tràn ngập truyền thuyết. Lần trước mở ra đã là sự tình 5.000 năm trước, thời điểm kia có thật nhiều người đi vào trong đó, về sau liền thành công đột phá đến chiến thần cảnh. Dạng dụ hoặc này, người bình thường là không cự tuyệt, ai cũng muốn tiến vào Lâu Lan cổ địa tìm kiếm cơ duyên, cổ tộc sở ra cũng không ngoại lệ. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn người khác mạnh lên. Người khác mạnh lên, chính là đào thải toàn bộ sở ra, đây không phải bọn hắn muốn thấy. Gia chủ, chúng ta còn đi không? Tam trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tại sao không đi? Sở Lăng Vi cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe qua một vẻ kiên định. Sở ra trong cổ thành, dịch ra phủ đệ. So với trước đó, dịch ra lộ ra tiêu điều hơn rất nhiều. Tất cả những thứ này đều cùng Tiêu Phàm có quan hệ, bởi vì Tiêu Phàm lúc trước bị Sở Vân Phi mang đi, Dịch Bằng cùng Dịch Gia cũng gặp nạn. Cũng may Dịch Gia cũng không có bị diệt tộc,
còn có rất nhiều người sống sót, chỉ là sản nghiệp Dịch gia bị gia tộc khác nuốt chửng lấy không ít. Gia chủ, hiện tại Bắc Thập Tam Nhai đã không có nơi Dịch gia chúng ta sống yên ổn, Dịch gia chẳng lẽ cứ nhẫn như vậy? Dịch gia dù sao cũng là trung thành nhị lưu gia tộc, mặc dù không bằng những Sở gia chi nhánh cường đại đó, nhưng Dịch gia ta cũng không phải dễ ức hiếp. Tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu là Dịch Bằng, nếu như không phải Dịch Bằng, Dịch gia ta đâu có lưu lạc đến bước này. Gia chủ, nhất định phải đem Dịch Bằng giao ra, bằng không Dịch gia ta tất diệt a. Dịch Bằng ngay từ đầu cũng là vì muốn tốt cho Dịch gia, ta cảm thấy hắn không sai, coi như giao ra ngoài thì như thế nào, bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Lời không nên nói như vậy, nếu như không phải Dịch Bằng đầu nhập kiếm hồng trần, Sở gia như thế nào lại đối với Dịch gia ta như thế, để những chi nhánh khác đến từng bước xâm chiếm ta Dịch gia. Ta tán thành, trong phòng nghị sự Dịch gia, các đại trưởng lão ngươi một lời ta một câu, những người đứng ở một phương Dịch Thủy Đình, chủ trương phản kháng Dịch Thủy Đình dẫn đầu Dịch gia. Mà những kẻ đứng ở mặt đối lập Dịch Thủy Đình một phương lại bắt đầu bức bách, đám người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, còn kém ra tay đánh nhau. Dịch Bằng đứng ở một góc bên trong phòng nghị sự, cúi đầu, nắm đấm đặt ở trên đùi nắm vang lên kèn kẹt. Bên cạnh, một nam tử chừng 30 tuổi vỗ vỗ bả vai Dịch Bằng, nói, nhị đệ, đừng nghĩ nhiều như vậy, vô luận như thế nào, đại ca nhất định đứng ở bên ngươi. Nam tử không phải ai khác, chính là ca ca Dịch Long của Dịch Bằng. Dịch Bằng chậm rãi buông nắm đấm, nhìn Dịch Long cười nói, đại ca, ta cũng lớn, có chút sự tình có thể tự mình gánh chịu. Dứt lời, Dịch Bằng đột nhiên đứng dậy. Còn người băng lãnh liếc nhìn lấy một đám trưởng lão nói, các ngươi cho rằng những Sở gia chi nhánh ứng phó Dịch gia, chỉ là vì ta đúng không? Chẳng lẽ không phải sao? Trong đó, một trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, nếu như không phải ngươi, Dịch gia ta sẽ càng thêm cường đại, cũng chí ít sẽ không suy yếu nhanh như vậy. Tốt, nếu đại trưởng lão nói như vậy, vậy liền đem ta giao ra ngoài đi, ta cũng phải nhìn xem, đem ta giao cho những gia tộc kia. Bọn hắn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khóe miệng Dịch Bằng hiện ra nụ cười lạnh, giọng nói vô cùng vì lạnh lẽo, mặt khác, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ câu nói này. Thái độ gì thế, ngươi biết rõ ngươi là nói chuyện với ai không? Đại trưởng lão Dịch ra quát lạnh nói, một cỗ khí thế cường đại xông thẳng đến Dịch Bằng. Dịch Bằng bị cỗ khí thế kia chấn động đến lục phủ ngũ tạng bốc lên không thôi, khóe miệng tràn ra một tơ máu, bất quá hắn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sắc mặt Dịch Thủy Đình lạnh lùng, bất quá quả thực là không có mở miệng nói chuyện, hiện tại hắn làm gia chủ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao, những trưởng lão này một khi liên thủ trục xuất hắn, hắn tuyệt đối không có bất kỳ sức phản kháng. Nhìn nhi tử bản thân bị giao ra ngoài, hắn vẫn chỉ có thể nén giận, một khi phản kháng, hắn mất đi không chỉ có riêng Dịch gia gia chủ, còn có con trai Dịch Long cũng có khả năng bị đưa vào nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự lâm vào trầm mặc, đại trưởng lão cười lạnh nhìn phụ tử Dịch Thủy Đình, nói, gia chủ, những năm này ngươi vì gia tộc bỏ ra, chúng ta đều thấy ở trong mắt, nhưng ngươi quá dung túng nhi tử, lần này vì tương lai Dịch gia, Dịch Bằng nhất định phải giao ra ngoài. Dịch Bằng, Dịch Long cùng Dịch Thủy Đình khẽ cắn môi, bọn hắn biết rõ, đại trưởng lão khẳng định mưu đồ đã lâu, Bằng không có khả năng lúc này làm khó dễ. Các ngươi muốn đem Dịch Bằng giao cho ai? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng từ cửa ra vào truyền đến. Ai dám đi vào phòng nghị sự, muốn chết sao? Đại trưởng lão phẫn nộ nhìn cửa ra vào, quát mắng nói. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu hướng về cửa ra vào nhìn lại, khi hắn nhìn thấy thân ảnh ở cửa ra vào, phẫn nộ trong nháy mắt biến thành sợ hãi. Người tới cùng sở hữu hai người, cầm đầu là thiếu nữ 20 tuổi, đi theo phía sau thiếu nữ lại là lâu chủ Thiên Thánh lâu Sở Thanh Dương. Thiếu nữ hắn mặc dù không biết, nhưng Sở Thanh Dương hắn hết sức quen thuộc, gần nhất vừa mới được Sở gia đề thăng làm thập tam trưởng lão dòng chính, địa vị hắn không thể so sánh. Ngươi muốn người nào chết? Thiếu nữ sầm mặt lại, nàng không phải người khác, chính là Tiêu Linh Nhi. Bây giờ thân phận Tiêu Linh Nhi giữa một đám trưởng lão đã không phải là bí mật, chỉ là những tiểu gia tộc bọn hắn không biết mà thôi. Ta đại trưởng lão mặc dù không biết Tiêu Linh Nhi, nhưng chỉ bằng Sở Thanh Dương cung kính đi phía sau nàng, hắn cũng biết rõ Tiêu Linh Nhi không phải người hắn có thể đắc tội. Đại trưởng lão trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, sau đó phù phù một tiếng quỳ xuống dưới, nhìn Sở Thanh Dương nói,
vị đại nhân này, thập tam trưởng lão, ta đây là giáo huấn tiểu bối gia tộc, không phải châm đối các ngươi. Tin ngươi cũng không dám. Tiêu Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, cút ngay, ta là tới tìm Dịch Bằng. Ách, vâng, đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng lui sang một bên, phía sau hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa. Thái độ Tiêu Linh Nhi hắn như thế nào không nhìn ra, đối phương là đến cho Dịch Bằng chỗ dựa, vừa nghĩ tới bản thân còn muốn xuống tay với Dịch Bằng, trong lòng đại trưởng lão liền phát lạnh. Cũng may bản thân còn không có thực động thủ, bằng không mà nói, bản thân tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Các trưởng lão khác thấy thế cũng tê dần, sắc mặt nhìn về phía Dịch Bằng biến, mà trên mặt Dịch Thủy Đình cùng Dịch Long lại là hiển hiện nụ cười. Bất quá bọn hắn cũng không mở miệng, chỉ là trong lòng thập phần nghi hoặc, Dịch Bằng làm sao có thể biết dạng đại nhân vật này. Linh Nhi tiểu thư, Dịch Bằng tự nhiên nhận ra Tiêu Linh Nhi, lúc trước vẫn là hắn mang theo Tiêu Phàm đi tìm Tiêu Linh Nhi. Hơn một năm không gặp, người còn biết ta. Tiêu Linh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, ta nghe nói, người bây giờ là bạn trai của sư tỷ ta. Dựa theo bối phận, ngươi là tỷ phu của ta, những cái này liền miễn. Đa tạ Linh Nhi tiểu thư. Mặc dù Tiêu Linh Nhi nói như vậy, nhưng Dịch Bằng vẫn hơi thi lễ, chỉ bằng quan hệ đối phương cùng Tiêu Phàm tâm đầu ý hợp, cũng đáng được nàng tôn trọng. Ngươi là thuộc hạ ca ca Kiếm Hồng Trần, liền không cần khách khí với ta, lần này tới là muốn hỏi ngươi, ngươi còn nhận ca ta không? Tiêu Linh Nhi cười nói. Thân phận Tiêu Phàm cũng không tiết lộ ra ngoài, trừ những trưởng lão bị Sở Lăng Vi lập sinh tử ấn sở ra, những người khác cũng không biết rõ tình hình. Người vĩnh viễn là thiếu chủ của ta, Dịch Bằng không chút do dự nói ra, hai mắt hơi đỏ lên. Hơn một năm nay, bởi vì Tiêu Phàm biến mất, hắn không phải tốt như vậy, vốn cho là Tiêu Phàm quên bản thân, không nghĩ đến bây giờ còn để Tiêu Linh Nhi tới tìm hắn. Sau đó trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng, Linh Nhi tiểu thư, ngài biết thiếu chủ hiện tại ở đâu không? Ca ta tạm thời rời khỏi Sở gia cổ thành, ta lần này đến cũng là hắn bảo ta tới tìm ngươi. Ngươi chỉnh đốn đồ vật, sau 3 ngày đi nội thành tìm ta. Tiêu Linh Nhi nói ra, chính nàng đều không biết hành tung Tiêu Phàm, làm sao có thể nói ra. Tìm đến Dịch Bằng tự nhiên cũng không phải ý tứ Tiêu Phàm, mà chính là ý tứ nàng. Được. Dịch Bằng gật đầu, mặc dù không biết là đi làm cái gì, nhưng hắn cơ hồ không chần chờ chút nào. Tiêu Linh Nhi hài lòng nhìn Dịch Bằng một cái, liền cùng Sở Thanh Dương rời đi, nàng biết coi như rời đi. Chi nhánh Sở gia khác khẳng định cũng không dám làm gì Dịch gia. Linh Nhi, người thật muốn đi. Phủ đệ Sở gia, bên trong một tòa tiểu viện, Sở Lăng Vi nhìn Tiêu Linh Nhi ghé vào trên đùi nàng, ánh mắt lấp lóe không yên. Mẹ yên tâm, hài nhi đã lớn, tiến vào một mảnh cổ địa mà thôi, không có gì khó. Tiêu Linh Nhi nâng đầu, con người thập phần kiên định nói. Sở Lăng Vi lại lắc đầu, nói, nếu như là cổ địa khác. Mẹ tự nhiên không lo lắng, nhưng Lâu Lan cổ địa lại tà dị, vi nương không ngăn cản ngươi, cũng biết rõ ngăn cản không được ngươi, nhưng khi đi vào nhất định phải cẩn thận. Tạ ơn mẹ, ta biết rõ. Tiêu Linh Nhi trong nháy mắt đứng dậy, cười không ngậm miệng được. Trước mấy ngày nàng vì tiến về Lâu Lan cổ địa còn cố ý đi tìm đám người Dịch Bằng cùng Sở Nguyệt, đây cũng là nguyên nhân nàng vì sao lại xuất hiện ở Dịch gia. Nếu như Sở Lăng Vi không đáp ứng, Tiêu Linh Nhi cũng quyết định vụng trộm rời đi, dù sao lấy thân phận nàng muốn rời Sở gia cổ địa cũng không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở. Lần trước Lâu Lan cổ địa mở ra đã là mấy ngàn năm trước, người chân chính người Lâu Lan cổ địa am hiểu rất ít, cho nên lần này các ngươi sau khi tiến vào nhất định phải chú ý, thời điểm nguy hiểm nhất cũng không phải là Lâu Lan cổ địa mà là nhân tộc. Sở Lăng Vi ân cần nhắc nhở nói. Những năm này nàng trải qua thống khổ đã để nàng biết đạo lý tâm người hiểm ác, mảnh địa vực Lâu Lan cổ địa mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng tràn đầy cơ duyên, vì tranh đoạt cơ duyên mà tự giết lẫn nhau là rất bình thường. Mẹ, người cứ yên tâm đi, hài nhi đã không phải tiểu hài tử. Tiêu Linh Nhi cười ha ha, trong mắt chuyển động, không biết nàng đang có ý đồ gì. Trong lòng nàng lại bổ sung một câu, ta xưng là ác ma chi nữ, cho tới bây giờ chỉ có ta hại người. Không có người hại ta. Thời điểm Sở Lăng Vi cùng Tiêu Trường Phong bị tra tấn, Tiêu Linh Nhi còn có thể bình yên vô sự sống sót, bản thân chính là một loại thực lực. Mặc dù trong đó có công lao đại trưởng lão, nhưng trọng yếu nhất vẫn là Sở Linh Nhi.
Đang lúc Sở gia cùng cổ tộc khác chuẩn bị tụ tập nhân tài tiến về Lâu Lan cổ địa, bên trong thông đạo hắc ám, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện, khí thế trên người hắn đã đạt tới cực hạn, tựa như tùy thời đều có thể đột phá chiến thánh hậu kỳ. Hư không trận văn quả nhiên không hổ là hồn văn cấp thủy tổ, ta vậy mà tốn hơn nửa tháng mới minh bạch, chỉ bằng vào lực lượng mình ta căn bản phát họa không được. Tiêu Phàm cau mày. Nếu như lời này bị hồn điêu sư khác nghe được nhất định sẽ cho rằng Tiêu Phàm khoe khoang trần trụi, phải biết, hồn văn cấp thủy tổ, đừng nói nửa tháng, dù là 10 năm, 100 năm cũng chưa chắc có thể nhìn ra. Tử vô danh được vạn linh đồ mấy trăm năm, không phải cũng chỉ là có thể vận dụng vạn linh đồ à, để hắn vẽ vạn linh đồ là cực kỳ gian nan. Bất quá Tiêu Phàm chỉ là đang nói sự thật mà thôi, trước khi bị huyết sắc cự thạch hút vào. Tiêu Phàm liền đem hư không trận văn lạc ấn trong đầu. Lấy khả năng hắn đã gặp qua là không quên được tự nhiên có thể nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, chỉ là nhớ kỹ cùng vẽ ra không phải một chuyện, bất quá bây giờ hắn tốn hơn nửa tháng cũng đã nhớ kỹ trong lòng. Hay là trước rời đi, chọc mệnh thiên vĩ bị khốn ở chỗ này, thời gian ngắn là không có khả năng ra ngoài, chờ ta mạnh lên, đến thời điểm lại đến làm thịt nó. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở bên cạnh hắn đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh, đúng là linh hồn phân thân. Mặc dù ta một mình một người không cách nào bố trí hư không trận văn, nhưng tăng thêm linh hồn phân thân liền không có vấn đề. Tiêu Phàm trầm giọng nói. Vừa dứt lời, trước người Tiêu Phàm liền xuất hiện một khối thạch đầu to lớn, vách đá phá hư lập tức liền có thể phục hồi như cũ, trên vách đá dựng đứng bố trí hư không trận văn là không có khả năng. Cho nên Tiêu Phàm chỉ có thể mượn nhờ vật khác, điểm này hắn cũng đã sớm suy nghĩ xong. Bắt đầu đi. Tiêu Phàm tự nhủ, ngay lúc đó, linh hồn phân thân cùng Tiêu Phàm động. Trong hư không, mảnh vụn bay tứ tung, nguyên bản đưa đẩy thạch đầu, xuất hiện từng đạo thật sâu khe rãnh cực kỳ rườm rà, hồn lực người bình thường một khi lâm vào trong đó sẽ không thể tự kiềm chế. Mỗi một bút vẽ nhìn thập phần đơn giản nhưng lại cực kỳ tiêu hao tinh khí thần. Chớ nhìn hắn vẽ là trận văn cấp thủy tổ, trên thực tế, Tiêu Phàm còn không có đụng chạm đến cấp bậc kia. Hắn chỉ là kết hợp hư không trận văn cùng thiên cơ đồ miêu tả vẽ ra một cái không gian truyền tống trận mà thôi, liền hắn cũng không thể cam đoan không gian truyền tống trận này có thể truyền tống bao xa, cũng không biết truyền tống tới chỗ nào. Bất quá, chỉ cần không phải ở bên trong hắc sắc thông đạo, đối với Tiêu Phàm tới nói liền đủ. Lấy thực lực hắn. Cho dù thân ở hư không liệt phùng hắn cũng có thể trở lại chiến hồn đại lục, đây cũng là chuyện hắn tự tin. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm đã thay xong mấy lần linh hồn phân thân, vẽ hư không trận văn đối với hắn tiêu hao cực lớn, vẻn vẹn 4 thời điểm hắn cũng cảm giác đầu mê muội một trận, tu la thần lực cũng tiêu hao hết hơn phân nửa. Hô, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm như là bút sắt hung hăng phác họa một bút, chỉ một thoáng. Hư không trận văn lập tức phóng từng đạo hà mang, hư không vậy mà dập dờn ra từng đạo gợn sóng. Thành công, cảm thụ đến hư không gợn sóng, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, trong lòng có chút mừng thầm, bản thân tốn hao hơn nửa tháng rốt cục thành công. Có hư không trận văn, hắn liền có thể rời khỏi nơi này, về phần chọc mệnh thiên vĩ, Tiêu Phàm cũng quản không được nhiều như vậy. Chí ít. Lấy thực lực hắn hiện tại cũng là không có khả năng giết chết chọc mệnh thiên vĩ. Cúi đầu nhìn phía dưới một cái, chọc mệnh thiên vĩ cũng không có xuất hiện, Tiêu Phàm cũng thở phào, sau đó hướng về phía linh hồn phân thân gật gật đầu. Sau một khắc, linh hồn phân thân đi đến trước mặt thạch đầu, hồn lực hiện lên, trong nháy mắt hướng về hư không trận văn điểm lấy, một đạo bạch sắc quang mang từ bên trong hư không trận văn nở rộ mà ra. Tại hư không ngưng tụ thành một đạo quang môn. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra vẻ sán lạn, mặc dù không biết quang môn thông hướng chỗ nào, nhưng Tiêu Phàm lại không chút do dự bước vào. Ô giống cũng đúng lúc này, một mảnh huyết sắc quang mang từ phía dưới hắc sắc thông đạo nhanh chóng tới gần, đi đến cửa ra vào quang môn, sắc mặt Tiêu Phàm khẽ hơi trầm xuống một cái. Trong con người hắn có một đầu bạch tuộc to lớn cấp tốc tới gần, nguyên bản bị U Linh chiến hồn nuốt 6 đầu xúc tu rốt cuộc lại lần nữa dài ra. Bái bai! Tiêu Phàm phất phất tay, khóe miệng hơi hơi dương lên, sau đó một cước bước vào bên trong quang môn. Hắn cũng không dám đem chọc mệnh thiên vĩ mang ra ngoài, nếu là xuất hiện ở sở gia cổ thành, hắn chính là tội nhân sở gia. Lúc Tiêu Phàm tiến vào quang môn,
linh hồn phân thân cũng trong nháy mắt tiêu tán, một cỗ lực trùng kích to lớn đem lạc ấn lấy hư không trận văn thạch đầu vụn nát, hóa thành bụi bặm đầy trời tràn ngập không trung. Nếu muốn ly khai, hư không trận văn tự nhiên cũng phải hủy đi, không thể để cho Trọc Mệnh Thiên Vĩ rời mảnh không gian này, linh hồn phân thân chính là Tiêu Phàm an bài chuẩn bị ở sau. Cho dù linh hồn phân thân hủy không được, chỉ cần Trọc Mệnh Thiên Vĩ tới gần, thạch đầu cũng nhất định sẽ nổ tung, Tiêu Phàm đã sớm tính toán đến. Ô giống, nhìn thấy Tiêu Phàm biến mất, Trọc Mệnh Thiên Vĩ ngửa mặt lên trời gào thét, xúc tu to lớn vũ động, muốn bắt lấy nhưng mà trong hư không trừ đống bột phấn kia, cái gì đều không có. Nơi này là chỗ nào? Trên một tòa đỉnh núi, một thanh niên mặc áo đen nhìn về nơi xa, khắp nơi mênh mông, chân trời treo một vòng huyết sắc nguyệt lượng, tung xuống huyết sắc quang mang, trong không khí tràn ngập một loại khí tức âm lãnh. Người áo đen không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm, hắn bố trí ra hư không trận văn thoát khỏi thông đạo phong ấn Trọc Mệnh Thiên Vĩ, bên trong quá trình truyền tống lại phát sinh một chút ngoài ý muốn, đột nhiên truyền tống thông đạo có trận chấn động. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, liền từ hư không rơi xuống, áo bào vỡ vụn, trên người nhiều chỗ có vết máu, nhìn qua cũng không phải là rất tốt. Vững vàng tâm thần, Tiêu Phàm lúc này mới dò xét thế giới không biết này, lần đầu tiên bị huyết sắc nguyệt lượng trên không trung dọa cho nhảy một cái. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn chứng kiến mặt trăng đều là màu trắng sáng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyết nguyệt, nhất là cỗ chi khí âm lãnh kia so với bạch nguyệt càng thêm lạnh lẽo. Xa xa nhìn lại, từng tòa sơn phong to lớn đứng vững, toàn thân sơn phong huyết hồng giống như từng đầu huyết sắc thần long bay lên, khí tượng ngàn vạn, hùng hồn tráng lệ. Trong không khí lộ ra một cỗ khí tức tang thương cùng cổ lão, còn có một tia bi thương, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy mùi chua, thân thể không kiềm chế được. Từng đóa đám mây huyết sắc từ không trung thổi qua, như có từng đầu hồng hoang mãnh thú ẩn núp trong đó, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nơi này loạn thạch đang nằm, cây khô, tường đổ, đầy dẫy thương di, hoàn toàn tang thương. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nơi này đã từng trải qua đại chiến như thế nào, khe rãnh to lớn trên mặt đất giống như mạng nhện, lan tràn hướng tứ phương thiên địa, nhìn không thấy cuối cùng. Đây là một thế giới rách nát, Tiêu Phàm híp hai mắt, cho mảnh cổ địa này cái định nghĩa. Hắn xếp bằng tại chỗ, lấy ra từng khối cực phẩm hồn thạch. Việc cấp bách là đem thân thể điều tiết đến trạng thái tốt nhất, hắn không biết bản thân sắp đối mặt với cái gì. Tại nơi không biết luôn luôn nguy hiểm nhất, rất nhiều thiên tài chính là chết ở nơi thám hiểm không biết này. Tốn một hai canh giờ, khí tức Tiêu Phàm mới bình ổn, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, trong lòng hắn thầm mắng, bản thân lần này quá không may, vậy mà từ trong thông đạo truyền tống rơi xuống. Còn may là rơi vào mảnh thế giới tàn phá. Nếu là rơi vào hư vô phong bạo vậy liền thật không có chỗ kêu oan. Thầm than tự mình xui xẻo, Tiêu Phàm cũng cảm thấy mình may mắn. Cảm thụ được tự thân biến hóa, Tiêu Phàm phát hiện thực lực bản thân ở chỗ này cũng không bị bên ngoài ảnh hưởng, hắn cũng yên lòng, chỉ cần thực lực vẫn còn, đối mặt nguy hiểm cũng không cần lo lắng. Đứng dậy, Tiêu Phàm như là viên hầu nhảy vọt mà xuống, trên sườn núi điểm nhẹ mấy lần, thân thể xẹt qua mấy đạo đường vòng hoàn mỹ. Liền xuất hiện ở dưới chân núi. Hắn tận lực dán trên mặt đất phi nhanh, sợ va chạm với một ít tồn tại cường đại nơi này, hồn lực lặng yên thả ra, làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là trừ ngẫu nhiên nhìn thấy một cây cổ thụ còn sống vậy mà không phát hiện sinh linh khác tồn tại. Mặt khác, Tiêu Phàm càng thêm rung động là hồn lực đi qua, khắp nơi đều có bạch cốt. Bạch cốt nơi này còn nhiều hơn so với U Minh Thâm Giản cùng phong ấn chi địa sở ra. Nơi này nhất định chính là một biển bạch cốt. Trước đó Tiêu Phàm coi đây chẳng qua là một chút đá trắng, cũng không có cố ý đi quan sát, mà hiện tại nhận ra những bạch cốt này, hắn không khỏi có chút phát lạnh. Hắn không biết nơi này đến cùng là một mảnh địa vực như thế nào, tại sao có nhiều bạch cốt trải đường như vậy. Đi trên mặt đất, Tiêu Phàm thập phần cẩn thận, liếc nhìn lấy chung quanh, những bạch cốt kia đã phân hóa, hóa thành từng đống cho cốt bị gió thổi bay. Chẳng lẽ nơi này là một mảnh tử địa? Trong lòng Tiêu Phàm kích thích buồn bực, hắn từng tiến vào rất nhiều cổ địa, nhưng đây là lần thứ nhất bên trong cổ địa không gặp được sinh linh khác. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, tâm thần không dám có bất kỳ buông lỏng, tùy thời cảnh giác dị biến phát sinh. Cái thế giới này mặc dù bị tàn phá, nhưng rất lớn vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng,
hắn xuyên qua từng tòa sơn phong vắt ngang, đi qua từng hẻm núi tĩnh mịch. Nhưng mà làm hắn thất vọng là vẫn không nhìn thấy những người khác hay hồn thú, cái thế giới này rất buồn tẻ đến chỉ còn lại bạch cốt cùng huyết sắc. Mấy ngày tiếp, Tiêu Phàm đã chết lặng, hắn chỉ muốn lập tức ly khai cái phiến thế giới tàn phá này. Nhưng khiến Tiêu Phàm kinh dị là hư không trận văn bố trí căn bản không ra, mỗi lần phác họa ra liền bị một cỗ lực lượng thần bí làm tan rã. Thử nghiệm nhiều lần, mỗi một lần đều là như thế, trong lòng Tiêu Phàm cũng cực kỳ kinh ngạc, tựa như cái thế giới này không cho phép hồn văn tồn tại. Hồn văn là từ đường vân thiên địa mô phỏng mà ra, nếu như hồn văn không cách nào tồn tại, cái kia chẳng phải là nói thiên địa này căn bản không có đường vân. Sau đó lại bên trong tiểu thiên địa thử nghiệm một lần, hắn lại điêu khắc ra hư không trận văn, chỉ là tại tiểu thiên địa cùng hắn luyện hóa không gian bí cảnh là không có khả năng truyền tống rời thế giới tàn phá này. Điểm này rất dễ lý giải, Tiêu Phàm cùng tiểu thiên địa cùng không gian bí cảnh hòa làm một thể, vô luận truyền tống như thế nào, hắn đều là dậm chân tại chỗ. Muốn rời nơi này, nhất định phải ở bên trong thế giới màu đỏ mở ra truyền tống trận. Chẳng qua là khi hắn đem truyền tống trận điêu khắc xong, còn chưa kịp mở ra truyền tống trận thì những hồn văn đó liền biến mất. Mà khi hắn đem hư không trận văn thạch đầu điêu vào tiểu thiên địa, hồn văn lại xuất hiện. Chẳng lẽ ta chỉ có thể bị vây ở chỗ này? Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, sau đó lắc đầu, hắn không có khả năng một mực ở lại đây, chiến hồn đại lục còn rất nhiều việc chờ hắn đi làm. Nguyên một đám suy nghĩ từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua. Dựa vào hư không trận văn rời đi nơi này là không làm được, vậy cũng chỉ có một loại phương pháp có thể rời đi. Chờ ta đột phá chiến thánh đỉnh phong, liền có thể xé nát hư không, nơi này cùng chiến hồn đại lục khẳng định cách nhau không rất xa, đến lúc đó ta cũng có thể rời đi như thế. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Nghĩ đến nơi này, tâm hắn khẩn trương cũng khôi phục bình tĩnh, bây giờ hắn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ đã không xa, đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không phải xa xôi bao nhiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tại thế giới này sống sót, bất quá tạm thời đến xem, cái thế giới này có vẻ như không có nguy hiểm gì, muốn sống sót cũng không phải là khó khăn. Giống, đột nhiên, một trận tiếng giống to lớn giận dữ từ phía chân trời truyền đến, đại địa run lên một cái, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, không phải vừa nhắc liền tới chứ. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, đột nhiên hai mắt hơi hơi ngưng tụ. Hai cỗ khí tức vô cùng cuồng bạo từ đằng xa mãnh liệt lao tới, Tiêu Phàm cảm giác tê cả da đầu. Không chần chờ chút nào, hắn lách mình hướng về một bên núi cao lao đi, thời gian một cái hô hấp liền xuất hiện ở đỉnh núi cao, chẳng qua là khi hắn nhìn thấy tất cả nơi xa, sắc mặt hơi hơi trắng lên. Nơi xa, hai đầu hồn thú to lớn đang điên cuồng giao chiến, trong đó một đầu cự thú dài đến hơn 40 trượng, liền tựa như mấy chục tầng lầu cao. Bắp thịt toàn thân bạo khởi, tràn đầy tính chất lực lượng bạo tạc, so sánh viễn cổ cầu long cũng không thua bao nhiêu, bộ lông màu đỏ ngòm khắp cả người, giống như thép tinh hàn ý. Thượng cổ huyết ma viên, con người Tiêu Phàm co rụt lại, trong nháy mắt nhận ra lai lịch đầu hồn thú này, sau đó ánh mắt lại rơi vào phía trên hồn thú bên kia. Thượng cổ huyết ma viên, Tiêu Phàm cũng chỉ là bên trong tu la truyền thừa nhìn thấy qua, đây là thần phẩm hồn thú cực kỳ hy hữu. Đã tuyệt tích vô số tuế nguyệt. Dù là bên trong tu la truyền thừa cũng chỉ là dăm ba câu miêu tả ngoại hình đặc thù, Tiêu Phàm có thể nhận ra cũng là bởi vì nó có một thân lông tóc huyết sắc như là thép nguội. Bằng vào khí thế trên người nó phát ra liền không kém gì tu sĩ chiến thánh đỉnh phong nhân loại, rất hiển nhiên, đây là một đầu hồn thú cửu giai đỉnh phong. Có thể cùng cửu giai đỉnh phong thượng cổ huyết ma viên chiến đấu, như vậy là đáng sợ đến bực nào a? Nghĩ vậy, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt rơi vào trên người hồn thú đối diện thượng cổ huyết ma viên, cái này không nhìn còn tốt, xem xét liền đem Tiêu Phàm dọa không nhẹ. Đó là một đầu cự mãng dài 200 trượng, đường kính thân thể đạt tới mấy trượng, đôi mắt màu đỏ tươi như máu, con ngươi hiện ra u quang cực kỳ lạnh lẽo, lưỡi rắn trong miệng phun ra nuốt vào bắn ra một chút chất lỏng, rơi vào trên người thượng cổ huyết ma viên phát ra thanh âm chi chi. Trên lân giáp răng đầy hắc sắc hoa văn. Hoa văn rất nhỏ, nhưng một mảnh chồng lên một mảnh, chặt chẽ dị thường, giờ phút này trên thân cự mãng đâu đâu cũng có vết thương, lân giáp cũng chóc ra không ít. Nhìn kỹ, hoa văn trên vảy giáp màu đen vậy mà tựa như từng đầu tiểu long. Dị chủng long văn thần mãng,
Tiêu Phàm lại trong nháy mắt nhận ra lai lịch cự mãng này, ực ực nuốt nước miếng. Dị chủng Long Văn Thần Mãng, được xưng tụng hai chữ dị chủng cũng đủ để chứng minh nó cường đại, huống chi, Long Văn Thần Mãng còn nắm giữ long chi huyết mạch mỏng manh. Mặc dù không thuộc về thần thú, nhưng thiên phú lại không yếu hơn thần thú, thậm chí còn mạnh hơn. Hơn nữa, thực lực Long Văn Thần Mãng hiển nhiên so với thực lực thượng cổ huyết ma viên còn mạnh hơn một chút, lần giáp nó mặc dù chóc ra không ít, nhưng huyết ma viên đối diện lại thêm ra bạch cốt xâm xâm. Còn có mấy chỗ hư thối, không cần nghĩ cũng biết là bị nọc độc Long Văn Thần Mãng ăn mòn tạo thành. Oanh long long, thiên địa kịch liệt run rẩy, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, hai đại thánh thú điên cuồng rảo sát tại cùng một chỗ, liền thiên khung đều vỡ nát, lít nha lít nhít liệt phùng xuất hiện ở không trung. Nhìn qua hư không liệt phùng, Tiêu Phàm rất muốn xông lên, nhưng cuối cùng vẫn ngừng ý nghĩ trong lòng, cứ như vậy xông lên, hai đại thánh thú nhất định sẽ một mực đối ngoại. Đến thời điểm làm sao chết đều không biết. Hít sâu một cái, bước chân Tiêu Phàm như bay, nhanh chóng hướng phía sau thối lui, chiến đấu tầng thứ này mặc dù không đả thương được tính mạng hắn, nhưng hắn cũng không muốn lọt vào bên trong vòng xoáy. Trong lòng hắn cực kỳ không bình tĩnh, nơi này so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn rất nhiều, lần thứ nhất nhìn thấy hồn thú lại là cửu giai đỉnh phong, có phải còn có thần giai tồn tại hay không? Giống... Thanh âm gầm thét đinh tai nhức óc đem suy nghĩ Tiêu Phàm thu lại, nơi xa, cái đuôi Long Văn Thần Mãng gắt gao trói buộc một cánh tay huyết ma viên, muốn đem cánh tay kia xé xuống. Huyết ma viên phẫn nộ gào thét một tiếng, một cái tay khác từ trên cao hung hăng vỗ xuống, móng vuốt sắc bén hoa nở hư không, hướng về cái đuôi Long Văn Thần Mãng chộp tới. Long Văn Thần Mãng phản ứng rất nhanh, vội vàng buông cánh tay huyết ma viên ra, dù vậy vẫn như cũ chậm nửa nhịp. Mảng lớn lân giáp trượt xuống. Bất quá, Long Văn Thần Mãng cũng không có rời đi, mà từ dưới nách huyết ma viên xuyên qua, đồng thời, đầu nó từ một bên khác vượt qua, đem huyết ma viên ròng rã vòng quanh một vòng. Một khi bị Long Văn Thần Mãng vây khốn, chờ đợi huyết ma viên tuyệt đối chỉ có tử vong, lực lượng Long Văn Thần Mãng to lớn đủ để đem huyết ma viên ép thành thịt nát. Cách xa nhau khoảng 10 dặm, Tiêu Phàm đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm xương vỡ vụn. Tiêu Phàm lắc đầu, nếu như huyết ma viên chỉ có dạng thực lực này, hôm nay hẳn phải chết là không nghi ngờ. Lúc này, Long Văn Thần Mãng đột nhiên mở cái miệng rộng, hướng về trên cổ huyết ma viên táp tới, trong hàm răng nó ẩn chứa một loại độc dược này rất có hủ thực chi lực. Hơn nữa, còn có tác dụng tê liệt, một khi bị nó cắn trúng, dù cùng là cửu giai đỉnh phong thượng cổ huyết ma viên cũng sẽ bị đánh ngã. Trong lòng Tiêu Phàm đã bắt đầu thay huyết ma viên mặc niệm, xà vốn âm hiểm, chết ở dưới mồm Long Văn Thần Mãng cũng là rất bình thường. A, nhưng mà đúng vào lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm hơi hơi sáng lên, chỉ thấy huyết ma viên đột nhiên giơ đầu lên, sau đó hung hăng hướng về ngực Long Văn Thần Mãng táp tới, so với Long Văn Thần Mãng tốc độ nhanh hơn thật nhiều lần. Mồm huyết ma viên không nhỏ, một ngụm coi như cắn không ngừng thân thể Long Văn Thần Mãng. Cũng đủ cắn xuống 2/3 huyết nhục. Tê tê, Long Văn Thần Mãng đau nhè răng trợn mắt, miệng cắn về phía huyết ma viên bỗng nhiên ngừng, thân thể nhanh chóng ngọa nguậy, buông ra thân thể huyết ma viên. Bất quá huyết ma viên lần này lại không cho nó cơ hội, nó đột nhiên phấn khởi, một đôi chân trước níu lại miệng Long Văn Thần Mãng, dùng hết toàn lực hướng hai bên tách ra. Long Văn Thần Mãng phẫn nộ gầm thét. Nếu miệng nó bị bẻ gãy thì khả năng liền mất đi một thủ đoạn công kích lớn, tuyệt đối không thể cho phép, lúc này, cái đuôi dùng hết toàn lực quất vào thân thể huyết ma viên. Thanh âm giống như kim loại mãnh liệt va chạm vang lên, cái đuôi Long Văn Thần Mãng hung mãnh quất vào phía sau lưng huyết ma viên, thân thể huyết ma viên không ngừng chấn động, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Liên tục đến mấy lần, huyết ma viên rốt cục tiếp nhận không được, buông miệng Long Văn Thần Mãng ra. Sau đó bị cái đuôi Long Văn Thần Mãng quất bay. Không tốt. Nơi xa, Tiêu Phàm thầm nói không tốt, muốn đứng dậy thoát đi nơi đây nhưng mà tốc độ huyết ma viên càng nhanh, hung hăng nện ở phía trên một ngọn núi trước người hắn. Đại địa run rẩy kịch liệt, hư không cắt bay đá chạy, bụi bặm răng đầy, sóng gió to lớn một đợt mạnh hơn một đợt. Tiêu Phàm rất muốn rời đi, nhưng giờ phút này một đạo hư ảnh to lớn từ trước mắt hắn dâng lên, ngăn lại đi đường. Phía sau, một cỗ ý lạnh bỗng dâng lên, sắc mặt Tiêu Phàm hơi đổi một chút, hắn chậm rãi quay đầu, hướng phía sau nhìn lại,
hơn mấy trăm trượng, một đôi con ngươi màu đỏ tươi theo dõi hắn hiện ra quang mang khát máu. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đề phòng nhìn chằm chằm hai phe trước sau. Ngao ô, cùng lúc đó, huyết ảnh to lớn phía trước gầm thét, phẫn nộ vuốt ngực bản thân, sau đó từng bước một đi lên. Phía sau truyền đến một trận thanh âm ầm ầm, Long Văn Thần Mãng cũng mạnh mẽ đâm, giết tới, trong nháy mắt bị hai cỗ khí thế khóa chặt, Tiêu Phàm cảm giác hô hấp đều có chút gấp rút. Thật là xui xẻo, giận mắng một tiếng, Tu La Thần Dực phía sau Tiêu Phàm thoáng hiện, lách mình xuất hiện ở không trung, trong tay nắm lấy Tu La Kiếm, thần sắc băng lãnh nhìn tứ phương. Vừa vặn, ta cũng rất lâu chưa từng chân chính động thủ, có lẽ có thể giúp ta lĩnh ngộ Tu La Thiên Địa chi ý. Tiêu Phàm mảy may không sợ, thậm chí hắn liền chiến hồn chi lực cũng không thi triển. Lĩnh ngộ bất hủ thiên địa chi ý bây giờ cách chiến thánh hậu kỳ cũng chỉ có một bước, đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ chỉ là sự tình sớm muộn. Bất quá, trước mặt hai đầu cửu giai đỉnh phong hồn thú Tiêu Phàm vẫn không dám quá mức khinh địch, cho nên thi triển ra Tu La Thần Dực, bằng không mà nói Tiêu Phàm trực tiếp nắm lấy một chuôi Tu La Kiếm liền giết. Giống, cũng không biết hai thú có nghe hiểu Tiêu Phàm hay không nhưng chúng nó có thể cảm thụ đến sát ý nhàn nhạt trên người Tiêu Phàm. Hai thú đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng, hung tính nổi lên, phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Nhìn thấy hai thú đánh tới, Tiêu Phàm ngược lại bình tĩnh lạ thường, vừa nãy hai thú chiến đấu hắn cũng nhìn ở trong mắt, có một thứ đại khái biết. Cái đuôi cùng miệng Long Văn Thần Mãng rất có lực sát thương, đây là phải cẩn thận, mà độ linh hoạt cùng tốc độ thượng cổ huyết ma viên còn hơn Long Văn Thần Mãng. Mặc dù Tiêu Phàm không biết cụ thể thực lực hai thú như thế nào nhưng là hai đầu hồn thú đều là cấp bậc thần thú, thực lực không phải tu sĩ cùng giai có thể so sánh. Trước giết chết Long Văn Thần Mãng rồi nói. Suy nghĩ một lúc Tiêu Phàm quyết định, Long Văn Thần Mãng cho hắn một loại cảm giác càng thêm nguy hiểm. Hơn nữa tại phương diện tốc độ Long Văn Thần Mãng không bằng hắn, đây là hắn chiếm cứ ưu thế, một khi giết Long Văn Thần Mãng, ứng phó thượng cổ huyết ma viên thì ung dung hơn nhiều. Sát na phương hoa, mắt thấy hai thú cách hắn không đến 10 trượng, Tiêu Phàm động, cả người hắn hóa thành một thanh kiếm gào thét mà ra, kiếm khí cực kỳ lăng lệ, liền thiên vũ đều có thể đâm rách. Kiếm khí bạch sắc trở thành vĩnh hằng, mảng lớn huyết vũ vương vãi xuống hư không. Kém một chút, Tiêu Phàm lần nữa xuất hiện đã là phía sau Long Văn Thần Mãng, thân thể Long Văn Thần Mãng bị xuyên thủng, đáng tiếc cũng không có thương tổn được nó. Lúc Tiêu Phàm đâm ra một kiếm, Long Văn Thần Mãng cảm thụ đến một cỗ khí tức nguy hiểm, đầu nó nhanh chóng hướng một bên tránh đi, vừa lúc tránh thoát một kiếm chí mạng. Bất quá thân hình khổng lồ liền chịu đựng lấy một kích Tiêu Phàm, mãng thân đều kém chút bị Tiêu Phàm chặt đứt. Giống, Long Văn Thần Mãng hét lên giận dữ, khí thế đáng sợ như bài sơn đảo hải xông ra, hướng về Tiêu Phàm giết tới. Phẫn nộ, Tiêu Phàm cau mày một cái, Tu La Thần Dực dương ra, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Nếu như là đơn đả độc đấu, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không lui ra phía sau một bước, nhưng hiện tại hắn đối mặt là Long Văn Thần Mãng cùng thượng cổ huyết ma viên hai đầu cửu giai đỉnh phong hồn thú, không cẩn thận là sẽ mất mạng. Tiểu bối, chỉ biết chạy trốn sao? Mà lúc này, một đạo thanh âm phẫn nộ từ phía sau truyền đến. Tiêu Phàm mãnh kinh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc nồng đậm, hắn quay đầu nhìn phía sau lại không phát hiện bất luận bóng dáng gì. Chẳng lẽ hai đầu hồn thú được người nuôi? Nếu quả thật là như thế này, vậy liền thật có chút nguy hiểm. May mắn ta không hoàn toàn bại lộ thực lực, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, ta liền có thể liều mạng. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ cắn môi, giờ phút này hắn là hoàn toàn không dám xem thường. Sâu kiến nhát gan cũng dám đặt chân lên mảnh đất này. Lại một đạo thanh âm vang lên, lần này Tiêu Phàm rốt cục biết là ai đang nói chuyện. Hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía thượng cổ huyết ma viên, chỉ là so với vừa nãy, thân thể huyết ma viên đã chỉ có 3 trượng, cùng vừa nãy so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng trước mặt Tiêu Phàm vẫn là quái vật khổng lồ. Đồng dạng, đầu Long Văn Thần Mãng cũng từ hơn 100 trượng biến thành 10 trượng trở lại, thân thể thu nhỏ, lực lượng cố nhiên không bằng trước đó, nhưng tốc độ cùng độ linh hoạt còn hơn trước đó. Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, hắn ngược lại là quên. Phàm là hồn thú cửu phẩm trở lên, bình thường đều có năng lực biến hóa. Bất quá, thượng cổ huyết ma viên biết nói chuyện lại vượt qua ngoài ý muốn, không thể không nói,
thượng cổ huyết ma viên trí tuệ không phải cao bình thường. Có ý tứ, thượng cổ huyết ma viên còn biết nói chuyện. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hắn hiện tại ngược lại không có đối mặt cổ áp lực cửu giai đỉnh phong hồn thú liền tựa như hai thú trước mắt chỉ là tu sĩ chiến thánh đỉnh phong mà thôi. Người trẻ tuổi, lăn tới nhận lấy cái chết, con người thượng cổ huyết ma viên màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, liền tựa như hai cái lồng đèn huyết sắc. Nếu là những người khác đoán chừng đối mặt nó đều có áp lực rất lớn, lại càng không cần phải nói đánh với hắn một trận, bất quá Tiêu Phàm lại bình tĩnh như thường. Ta nghe nói thịt thượng cổ huyết ma viên ăn rất ngon, có lẽ hôm nay có thể thử. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Tiêu Phàm còn chưa từng nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ bị một đầu xúc sinh nhục mạ. Cũng không sợ gãy răng ngươi. Thượng cổ huyết ma viên cười lạnh một tiếng, chào hỏi không đánh, một quyền hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ như là thiểm điện. Tiêu Phàm sớm có phòng bị, nhấc tu la kiếm liền nghênh đi lên, lĩnh ngộ kiếm đạo nhập vi chi cảnh, xung quanh gió thổi cỏ lay tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu hắn. Chân hắn giẫm kiếm bộ, lách mình liền xuất hiện ở sau lưng thượng cổ huyết ma viên, hắn nắm giữ tu la thần dực nên tốc độ dù chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không thể sánh bằng. Bất quá, thượng cổ ma viên cũng phản ứng cực nhanh, quanh thân hiện lên một tầng huyết sắc quang mang, liền tựa như áo giáp màu đỏ ngòm, quay đầu chính là một trường. Bang, kiếm khí cùng trường cương huyết ma viên đụng cùng một chỗ, vậy mà phát ra thanh âm kim loại bén nhọn va chạm, sắc mặt Tiêu Phàm cực kỳ đặc sắc. Vừa nãy một kiếm này cho dù không phải một kiếm mạnh nhất, nhưng không phải chiến thánh đỉnh phong dựa vào nhục thân liền có thể ngạnh kháng a. Có thể thấy nhục thân của thượng cổ huyết ma viên thực sự khủng bố. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, thân thể huyết ma viên nhanh chóng theo vào, một bàn tay từ thiên nộ đập xuống, bởi vì tốc độ nhanh chóng liền sinh ra phong nhận to lớn, liền hư không đều bị xé nát. Tốc độ này so với Tiêu Phàm cũng không yếu hơn bao nhiêu, bất quá lần này Tiêu Phàm lại không có trốn tránh, tu la kiếm trong tay run nhẹ nhẹ một cái, sau đó khí thế đột nhiên tăng vọt. Lục thần nhất thức. Lúc khí thế đạt tới đỉnh phong, trong miệng Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, tu la kiếm bỗng nhiên biến thành huyết sắc, từng đạo kiếm khí màu đỏ ngòm nở rộ ra, so sánh vùng trời này càng thêm yêu diễm. Một cỗ chi khí vô cùng đáng sợ hủy diệt từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, cho dù là chân chính thần ở trước mặt hắn dường như cũng có thể một kiếm chém giết. Giờ khắc này Tiêu Phàm quá là đáng sợ, con người cũng băng lãnh tới cực điểm, tràn ngập vô tình, không có bất kỳ tình cảm gì. Chung quanh thân thể hắn kết thành từng đạo băng xương lạnh lẽo, đây là biểu hiện sát ý lạnh lẽo đến cực hạn, hồi lâu Tiêu Phàm đã không có động tới sát ý lớn như vậy. Nhưng mà khi hắn thi triển lục thần nhất thức trong nháy mắt, Tiêu Phàm đã cảm thấy chỉ có chân chính giết chóc mới có thể khống chế một chiêu này. Mặc dù lục thần thất thức chỉ là tàn thức, Tiêu Phàm lĩnh ngộ đã nhiều ngày, nhưng một mực không có chạm tới tinh túy, thẳng đến hiện tại Tiêu Phàm cảm giác bản thân đối với sát ý lĩnh ngộ lại có chút khác biệt. Hắn tựa như đụng chạm đến một loại lực lượng nào đó. Giết, theo Tiêu Phàm quát nhẹ, vô cùng vô tận kiếm khí nghịch thiên mà lên, giống như vô số đạo cực quang, lại như vạn tiễn tề phát trực tiếp xé mở trường cương, giọt giọt máu tươi từ hư không rơi xuống. Nhưng mà kiếm khí kia cũng không đình chỉ, mà tiếp tục rảo sát lấy thân thể huyết ma viên, từng đợt thanh âm kêu rên từ bên trong kiếm khí hải truyền đến, vô số máu tươi tại hư không nở rộ. Long văn thần mãng thấy thế mở miệng rộng đánh giết mà tới, Tiêu Phàm quay đầu chừng nó một cái, băng lãnh phun ra một chữ cút. Bên trong chữ này ẩn chứa một tia uy lực thần long ngâm, long văn thần mãng mạnh mẽ ngừng bước chân, toàn thân hơi hơi run rẩy. Nó mặc dù là dị chủng, huyết mạch chi lực so sánh với một ít long tộc cũng không kém bao nhiêu, nhưng trước mặt Tiêu Phàm nắm giữ thần long huyết mạch lại tính được gì đây? Nhìn thấy long văn thần mãng bất phi sở động. Còn người Tiêu Phàm băng lãnh lần nữa nhìn về phía huyết ma viên, giờ phút này huyết ma viên máu me khắp người, phòng ngự nó vẫn lấy làm kiêu ngạo bị Tiêu Phàm phá vỡ. Bất quá chiến ý lại không giảm mảy may, lần nữa hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Muốn chết, ta thành toàn, Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay. Hắn cũng thực động sát ý, một kích kia có thể nói hắn là thủ đoạn mạnh nhất, không nghĩ tới chỉ là tổn thương huyết ma viên, hắn cũng không chịu thua chủ. Có lẽ huyết ma viên có thể giúp hắn xuyên phá tầng gông cùm xiềng xích cũng khó nói. Tiêu huynh, còn mời thủ hạ lưu tình. Ai kêu ta,
Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, màng nhĩ hơi hơi rung động một cái, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Cái nơi chim không thèm ị còn có người biết mình hay sao? Tiêu Phàm chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một đạo bóng người nhanh chóng tới gần, đứng ở đỉnh núi, một bộ trường bào màu trắng đón gió, tóc dài màu bạc bay múa trong gió lộ ra một cỗ tiên linh chi khí. Đôi mắt Tiêu Phàm hơi hơi rung động một cái, không thể tưởng tượng nổi nhìn đạo thân ảnh kia, còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ. Cũng đúng lúc này, huyết ma viên phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đập xuống, Tiêu Phàm bị đạo thân kia hấp dẫn, lại quên huyết ma viên công kích. Vội vàng, Tiêu Phàm thi triển Tu La Thần Dực cấp tốc lui lại, cùng lúc đó Tu La Thần thể vận chuyển, toàn lực một quyền nghênh lên. Nhưng mà tốc độ huyết ma viên càng nhanh, một quyền hung hăng nện trên lồng ngực Tiêu Phàm, máu tươi cuồng phún, lục phủ ngũ tạng kém chút bị oanh bạo. Nhiệt xúc, còn không ngừng tay. Đột nhiên, tiếng gầm lên giận dữ truyền đến. Huyết ma viên nghe được thanh âm này đột nhiên biến vô cùng khéo léo, tựa như tiểu hài tử làm sai sự tình, một mặt vô tội nhìn đạo thân ảnh kia áo bào trắng. Thân ảnh áo bào trắng lách mình xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm, lo lắng hỏi, Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Lâu huynh, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn thân ảnh áo bào trắng, giờ phút này ngực hắn máu me khắp người, bất quá căn bản không quan tâm thương thế trên người. Có thể được Tiêu Phàm xưng là Lâu huynh, trừ Lâu Ngạo Thiên còn có thể là ai? Không sai, thân ảnh áo bào trắng trước mắt chính là Lâu Ngạo Thiên, lần trước Lâu Ngạo Thiên đi theo Sở Khinh Cuồng bị Vô Song Thánh Thành Sở ra mang đi, Sở Khinh Cuồng bị bắt, mà Lâu Ngạo Thiên liền không biết tung tích. Tiêu Phàm cũng tìm hiểu qua Lâu Ngạo Thiên, đáng tiếc tin tức hoàn toàn không có, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâu Ngạo Thiên vậy mà sẽ xuất hiện ở nơi này. Bỗng nhiên, trong đầu Tiêu Phàm hiện lên một cái ý nghĩ, chính là lúc trước Vân Khê đã nói với hắn chỗ đó. Tiêu huynh, ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, đi theo ta chậm rãi nói cho ngươi biết. Lâu Ngạo Thiên mỉm cười, sau đó nhìn phía thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng cách đó không xa. Hai thú cúi đầu, con mắt không dám nhìn thẳng Lâu Ngạo Thiên, cái này không khỏi khiến Tiêu Phàm ngạc nhiên vô cùng. Hai thú này dù sao cũng là chiến thánh cảnh đỉnh phong a, làm sao sẽ e ngại Lâu Ngạo Thiên như thế? Chẳng lẽ Lâu Ngạo Thiên so với bọn hắn còn mạnh hơn? Tiêu Phàm thật sâu nhìn Lâu Ngạo Thiên một cái, hắn phát hiện mình quả thật nhìn không thấu Lâu Ngạo Thiên, những năm tháng này, không chỉ hắn mạnh lên, Lâu Ngạo Thiên càng là thâm bất khả trắc. Đại chiến sắp đến, các ngươi còn có tâm tư ở nơi này tự giết lẫn nhau. Lâu Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn hai đầu hồn thú phía sau một cái, trong giọng nói lộ ra nồng đậm sát ý. Thiếu chủ, ta sai rồi. Huyết ma viên nghe vậy toàn thân run một cái, phù phù một tiếng quỳ gối trước người Lâu Ngạo Thiên. Long Văn Thần Mãng cũng nằm sấp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nhìn Lâu Ngạo Thiên. Tiêu Phàm chấn động vô cùng, huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng dù sao cũng là đẳng cấp thần thú, vậy mà nguyện ý thần phục Lâu Ngạo Thiên. Hắn mặc dù nhìn không thấu tu vi Lâu Ngạo Thiên, nhưng có thể đoán được một hai, chí ít còn không có để huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng sợ hãi đến cấp độ đó. Hừ, đại chiến sắp đến, tạm thời tha các ngươi một lần, ta không hy vọng có lần nữa. Lâu Ngạo Thiên lạnh rên một tiếng. Vâng, thiếu chủ, huyết ma viên tiếp liền gật đầu nói, Long Văn Thần Mãng đầu cũng như gà con mổ thóc. Tiêu huynh, đây là liệu thương đan dược, người trước ăn vào. Lâu Ngạo Thiên lấy ra một cái bình, ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng không khách khí, tiếp nhận cái bình kia liền lấy ra một khỏa đan dược, khiến hắn kinh ngạc là đan dược này lại là cửu phẩm lưu ly kim đan, chính là thánh dược chân chính chữa thương. Giờ phút này trong lòng Tiêu Phàm tràn ngập nghi ngờ, Lâu Ngạo Thiên xuất sinh cùng lai lịch vẫn luôn rất thần bí, nhưng hiện tại, Tiêu Phàm cảm thấy hắn thực không chỉ là thần bí đơn giản như vậy. Tùy tiện xuất thủ chính là cửu phẩm lưu ly kim đan, liền cửu giai đỉnh phong thần thú đều cúi đầu xưng thần, cái này không phải người bình thường có thể làm được. Chấn kinh thì chấn kinh, bất quá Tiêu Phàm khôi phục bình tĩnh rất nhanh, hắn nuốt vào một khỏa lưu ly kim đan, cũng không có đem đan dược còn lại trả lại. Không đợi hắn mở miệng, Lâu Ngạo Thiên nhân tiện nói, Tiêu huynh, đi theo ta. Tiêu Phàm gật đầu, đi theo Lâu Ngạo Thiên đạp không mà lên, hướng về chân trời lao đi. Thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng theo sát phía sau, ánh mắt hai thú nhìn về phía Tiêu Phàm có chút kiêng kỵ. Không nói Tiêu Phàm là bằng hữu thiếu chủ bọn chúng,
chính là thực lực Tiêu Phàm đều đủ làm bọn chúng khiếp sợ. Theo chúng, thiếu chủ bọn chúng đã đầy đủ biến thái, nhưng hiện tại, bọn hắn cảm thấy Tiêu Phàm càng thêm biến thái. Một đường im lặng, mấy người đạp không phi nhanh, con người Tiêu Phàm thỉnh thoảng liếc nhìn phía dưới, hắn mơ hồ nhìn được không ít dấu vết thành trì phồn hoa, nơi này chôn giấu lấy một đoạn lịch sử cổ lão. Nhìn thấy những cung điện nguy nga bị tàn phá, nghi vấn trong lòng Tiêu Phàm càng ngày càng nhiều, bất quá hắn coi như bảo trì bình thản, hắn biết rõ, Lâu Ngạo Thiên sẽ nói cho hắn biết. Trên đường đi, Tiêu Phàm lại nhìn thấy mấy đầu hồn thú, vậy mà đều là cấp bậc thần thú cùng dị chủng, trong đó có một lượng đầu hồn thú làm Tiêu Phàm cảm thụ đến khí tức nguy hiểm. Bất quá, những hồn thú cùng thượng cổ huyết ma viên cùng long văn thần mãng có chút khác biệt, về phần nơi nào bất đồng, Tiêu Phàm lại hoàn toàn nhìn không ra. Sau nửa canh giờ, Lâu Ngạo Thiên rốt cục dừng lại, mảnh thế giới tàn phá lớn vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng. Tiêu Phàm cúi người nhìn lại, phía dưới là một mảnh cung điện rách nát, không có một tòa cung điện chân chính hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá cho dù những cung điện này đã bị tàn phá, Tiêu Phàm cũng cảm thụ thấy nó nguy nga cùng trang nghiêm, hoàn toàn không phải những thánh thành cùng cổ thành cung điện kia có thể so sánh. Thiên không phía trên đột nhiên biến thành bạch sắc, trong lúc nhất thời Tiêu Phàm còn có chút không thích ứng, toàn bộ cổ địa cũng chỉ có nơi này giống ở Chiến Hồn Đại Lục. Lâu Ngạo Thiên lặng yên rơi trên quảng trường mọc đầy rêu xanh, Tiêu Phàm sau lưng hắn, thượng cổ huyết ma viên cùng long văn thần mãng lại dừng lại ngoài sân rộng, bọn chúng nhìn về phía vùng cung điện này tràn ngập sợ hãi. Tiêu Phàm đi theo Lâu Ngạo Thiên đi vào một tòa tàn phá cung điện, đại sảnh rất lớn, một căn cầu long đại trụ chống đỡ lấy cung điện, nguy nga hùng hồn. Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng nơi này đã từng phồn vinh, nhưng mà giờ phút này bị biến thành phế tích, mặc cho ai cũng hao tổn bất quá thời gian. Tiêu huynh, không có cái gì tốt chiêu đãi ngươi, cũng chỉ có nước trà. Lâu Ngạo Thiên hơi hơi thi lễ, thủ thế mời. Tiêu Phàm không còn gì để nói, hắn không phải vì uống trà mà đi theo đến nơi này, hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ nơi này đến cùng là nơi nào, tại sao Lâu Ngạo Thiên cũng xuất hiện ở nơi này. Nhìn Lâu Ngạo Thiên bộ dáng đạm nhiên, Tiêu Phàm thiếu chút nữa nhịn không được rút tay lên. Đây là cố ý khảo nghiệm kiên nhẫn bản thân sao? Tiêu huynh, xin lỗi, là ta đem ngươi tới nơi này. Lâu Ngạo Thiên rốt cục mở miệng nói. Tiêu Phàm nghe vậy, thiếu chút nữa thì cả kinh, con người gắt gao nhìn Lâu Ngạo Thiên, nhưng trong lòng thì giận mắng không thôi. Bản thân thật vất vả xây dựng một đầu thông đạo truyền tống chạy ra phong ấn chọc mệnh thiên vĩ, ngươi ngược lại tốt, lại đem lão tử kéo ra, đây coi là sự tình gì? Bất quá Tiêu Phàm cũng rốt cục minh bạch, tại sao mình ở trong thông đạo truyền tống đột nhiên sẽ không lý do rơi xuống nơi này. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục suy nghĩ, nói ta cần một cái lý do. Nếu như không có Lâu Ngạo Thiên ngăn cản, Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm trở lại Chiến Hồn Đại Lục, nhưng mà hiện tại, lại vây ở mảnh đất chim không thèm ị này. Tiêu Phàm không có lập tức bạo khởi, thậm chí ra không tay với Lâu Ngạo Thiên đã coi như là thập phần khách khí. Về phần Lâu Ngạo Thiên làm sao để hắn xuất hiện ở nơi này, Tiêu Phàm cũng không có hứng thú, Lâu Ngạo Thiên nếu nói như vậy, vậy hắn khẳng định có thực lực. Hắn hiện tại chỉ muốn biết rõ Lâu Ngạo Thiên vì sao lại đem hắn đến nơi này. Kỳ thật, tại phong ma chi địa ta liền cảm ứng được ngươi tồn tại, lúc ngươi xây dựng truyền tống trận rời đi, ta liền hủy thông đạo kia, không chào hỏi trước đó là ta không đúng. Lâu Ngạo Thiên vẫn là thô sơ giản lược giải thích một cái nguyên nhân. Sau đó hướng về phía Tiêu Phàm áy náy thi lễ. Tiêu Phàm cau mày một cái, nếu là những người khác, Tiêu Phàm cũng không có tính tình tốt như vậy, bất quá hắn cùng Lâu Ngạo Thiên hợp tác rất nhiều lần, cũng hỗ trợ qua nhiều lần, hai người cũng coi là bằng hữu. Ngươi biết đây không phải lý do ta muốn. Tiêu Phàm lắc đầu, Lâu Ngạo Thiên sở dĩ tìm hắn đến nhất định là có nguyên nhân, mà không phải vẻn vẹn nhất thời hưng phấn mà thôi. Ta biết Tiêu huynh còn tức. Nhưng càng nhiều là nghi hoặc, hiện tại Ngạo Thiên liền giải hoặc từng cái cho ngươi. Lâu Ngạo Thiên cũng không tức giận, bởi vì hắn sớm đã coi Tiêu Phàm là bằng hữu. Tiêu Phàm không có quấy rầy, tinh tế nghe Lâu Ngạo Thiên giảng thuật. Mảnh thế giới tàn phá này chính là Lâu Lan cổ địa, cũng xưng là Lâu Lan cổ quốc, là thần thành duy nhất vài vạn năm của Chiến Hồn Đại Lục. Câu nói đầu tiên của Lâu Ngạo Thiên không nói làm cho người ta kinh ngạc đến chết cũng không thôi. Tiêu Phàm mặc dù sớm đã đoán được, nhưng trong lòng vẫn khó mà bình tĩnh.
Vân Khê lúc trước nói qua sự tình Lâu Lan cổ địa, khi nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên, Tiêu Phàm liền đã đoán được, chỉ là hắn không nghĩ đến nơi này còn có xưng hô khác, Lâu Lan cổ quốc cùng thần thành. Thần thành đại biểu cái gì hắn rất rõ ràng, đây chính là nơi chiến thần cảnh cường giả tụ tập A, dám xưng là thần thành, chiến thần cảnh cường giả khẳng định không phải một cái hai cái. Tiêu Phàm không cắt đứt Lâu Ngạo Thiên nói, tiếp tục nghe hắn nói ra, kỳ thật, Lâu Lan cổ quốc cùng Tu La nhất mạch các ngươi cũng là minh hữu, hơn nữa còn là bạn tri kỷ sinh tử, mà Lâu gia ta đã từng là chủ nhân Lâu Lan cổ quốc. Nói đến đây, trên mặt Lâu Ngạo Thiên lộ ra một nụ cười khổ, bất quá vẫn như cũ có một tia ngạo nghễ. Tiêu Phàm gật đầu, Lâu Ngạo Thiên nhìn ra hắn là Tu La điện chủ, hắn ngược lại là không có quá mức ngoài ý muốn, dù sao trước đó hắn thi triển Tu La thần dực. Đáng tiếc, trận chiến vạn năm trước không ngừng hủy Lâu Lan cổ quốc, hơn nữa trọng thương Tu La điện, từ đó về sau, thế nhân rốt cuộc không biết tên Lâu Lan. Trên mặt Lâu Ngạo Thiên có nồng đậm phiền muộn. Vạn năm trước, siêu cấp gia tộc chiến hồn đại lục và thế lực san sát chiến hồn đại lục phồn hoa cường thịnh, đạt tới điểm cao nhất lịch sử đến nay. Có lẽ là vạn vật cũng khó khăn duy trì lâu dài, đạo lý thịnh cực mà suy, lúc chiến hồn đại lục vào thời đại vàng son, một cỗ nguy hiểm liền lặng lẽ tiến đến. Nguy hiểm gì? Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi có biết, bên ngoài thế giới chúng ta còn rất nhiều thế giới. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái nói, hắn thấy Tiêu Phàm nếu nghe được tin tức này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Nhưng mà Tiêu Phàm lại vô cùng bình tĩnh, tin tức này đối với hắn mà nói đã không tính là gì, hắn đã sớm biết rõ. Chẳng lẽ là người thế giới khác xâm nhập? Lông mày Tiêu Phàm hơi nhíu nói, hắn có thể nghĩ đến cũng chỉ có lý do này. Xem ra ngươi đã biết rõ. Lâu Ngạo Thiên đắng chát cười một tiếng, chiến hồn đại lục, bên trong vô số thế giới chỉ bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi, mà ở những thế giới phía trên còn có một thế giới càng lớn hơn. Mỗi tiểu thế giới thông hướng đại thế giới kia, đều có một đầu tinh không cổ lộ, chúng ta xưng là cổ tinh đạo, vấn đề chiến hồn đại lục nằm ở chỗ cổ tinh đạo này. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên ngừng lại, trong mắt lóe lên một vẻ lạnh như băng, tiếp tục nói, mỗi một đầu cổ tinh đạo đều hết sức bí mật. Rất ít người biết, nhưng mà vạn năm trước có người phá vỡ cổ tinh đạo thông hướng chiến hồn đại lục. Về sau thì sao? Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lòng hắn cũng bắt đầu trầm ngâm. Tàn niệm Tu La điện chủ đời trước nói cho hắn biết đại kiếp sắp tới, chẳng lẽ lại có người chuẩn bị tự tiện xông vào đầu cổ tinh đạo này, thẳng hướng chiến hồn đại lục. Cổ tinh đạo bị phá vỡ, vô số cường giả tràn vào trong đó, bọn hắn đi tới chiến hồn đại lục muốn nô dịch tất cả nơi này. Lâu Lan cổ quốc tự nhiên đứng mũi chịu sào. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói. Ngừng lại, Lâu Ngạo Thiên tiếp tục nói, không chỉ Lâu Lan cổ quốc, lúc ấy các đại thế lực, cổ tộc, tất cả đều tham gia đánh một trận, bỏ ra càng nhiều, hủy diệt càng nghiêm trọng hơn. Lâu Lan cổ quốc cùng Tu La điện cơ hồ toàn quân bị diệt, bây giờ chỉ còn lại bạch cốt mênh mông, Lâu Lan cổ địa vô tận bạch cốt đều là tráng sĩ cùng anh liệt năm đó chết đi. Tất cả mọi người chiến hồn đại lục dưới sự cố gắng cũng triệt để đem những người xâm lược đuổi đi, người trước đó tiến vào một chỗ phong ma chi địa đi, ma đầu nơi đó chính là một trong những kẻ xâm lược. Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng là kẻ xâm lược, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hắn không cách nào tưởng tượng Trọc Mệnh Thiên Vĩ vạn năm trước khủng bố cỡ nào, một đầu Trọc Mệnh Thiên Vĩ đoán chừng liền có thể quét ngang vô số chiến thần cùng giai. Dù sao, Trọc Mệnh Thiên Vĩ thần thông là cực kỳ quỷ dị. Nó có thể đoạt thọ nguyên. Không sai, Trọc Mệnh Thiên Vĩ chỉ là một trong số đó mà thôi, bởi vì bọn chúng quá mức cường đại cho nên chỉ có thể trấn phong, không cách nào giết chết. Liền một đầu Trọc Mệnh Thiên Vĩ cũng tổn thất mấy chục chiến thần, vô số chiến thánh mới thành công phong ấn nó. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói, sắc mặt vô cùng trầm trọng, mà dạng phong ấn chi địa này nhiều đến 9 nơi. Tiêu Phàm cau mày, hắn biết rõ Lâu Ngạo Thiên không có nói dối. Chỉ là thực sự là như thế mà nói, Trọc Mệnh Thiên Vĩ đáng sợ như vậy chẳng phải là có 9 đầu. 9 nơi phong ấn chi địa đều cho cổ tộc trông coi. Tiêu Phàm hỏi, hắn biết rõ, sở ra chỉ là một cổ tộc trong đó mà thôi. Không sai, đây cũng là một trong nguyên nhân cửu đại cổ tộc tồn tại ở ngoại giới, bất quá, hiện tại 9 nơi phong ấn chi địa chỉ còn lại 4 nơi. Lâu Ngạo Thiên gật gật đầu. 5 nơi khác thì sao? Tiêu Phàm không lưỡng lự hỏi. 5.000 năm trước,
có 5 nơi phong ấn chi địa bởi vì huyết khí tiêu hao, tu vi hạ thấp, bị tu sĩ chiến hồn đại lục giết chết. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái. Tiêu Phàm nghe vậy lập tức buông lỏng một hơi, bây giờ chỉ còn lại 4 phía, coi như chạy đi ra đoán chừng chiến hồn đại lục cũng có thể đối mặt, đây coi như là một tin tức tốt. Nhưng mà Lâu Ngạo Thiên lại nói, lúc ấy mọi người coi là một chuyện tốt, thế nhưng thời điểm chém giết ngũ đại cường giả, bởi vì một đầu hồn thú trốn vào bên trong cổ tinh đạo, năng lượng ba động thật lớn tiết lộ vị trí cổ tinh đạo, chiến hồn đại lục lại nghênh đón tai nạn lần thứ hai. Số lớn cường giả xông vào cổ tinh đạo, hơn nữa những người này cùng lần thứ nhất khác biệt, bọn hắn chỉnh tề như có tổ chức, có kỷ luật. Lúc ấy chiến hồn đại lục đã có thể so sánh với vạn năm trước, một trận chiến này vô cùng thảm liệt, cũng vô cùng bền bỉ, tất cả tu sĩ từ tam đại chí cao thần điện xuất lĩnh chiến hồn đại lục ương ngạnh chống cự. Một trận chiến này đánh mấy chục năm, hai phe đều tổn thất nặng nề, cuối cùng đối phương không thể không dừng lại. Lúc ấy Tu La Điện chủ thừa cơ hao hết sinh mệnh phong ấn cổ tinh đạo, chiến hồn đại lục mới có thể kéo hơi tàn. Vậy từ đó, tại sao Tu La Điện lại bị hủy diệt? Tiêu Phàm cau mày một cái. Cũng khó trách Tiêu Phàm nghi hoặc, nếu Tu La Điện phong ấn cổ tinh đạo kết thúc trận chiến đấu kia, đó cũng coi là công thần của chiến hồn đại lục, tại sao mấy ngàn năm sau Tu La Điện lại bị hủy diệt? Chẳng lẽ chiến hồn đại lục đối đãi với công thần như thế sao? Lâu Ngạo Thiên cũng không gấp, giải thích nói, Tu La Điện chủ phong ấn cổ tinh đạo mặc dù đoạn tuyệt ngoại nhân xâm nhập chiến hồn đại lục, nhưng cũng đồng dạng đoạn tuyệt hy vọng người chiến hồn đại lục mạnh lên. Cái này là vì sao? Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh, hắn biết sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như thế, bằng không về sau không có khả năng có nhiều sự tình phát sinh như vậy. Ngươi cũng nên biết, đột phá chiến thần cảnh cần lĩnh ngộ áo nghĩa, dung luyện thần lực. Thần lực chính là thần linh chi khí ngưng tụ mà thành, tiểu thế giới thần linh chi khí có hạn, hơn nữa đều là đại thế giới thông qua cổ tinh đạo truyền tống tới, phong ấn cổ tinh đạo, chiến hồn đại lục trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể sinh ra một chiến thần. Lâu Ngạo Thiên nói ra, nghe đến đây Tiêu Phàm tự nhiên minh bạch đầu đuôi sự tình, thời đại đó Tu La Điện chủ phong ấn cổ tinh đường mặc dù có lợi nhưng cũng có hại. Lợi là ngoại nhân không cách nào tiến vào. Có thể cho chiến hồn đại lục đổi lấy hòa bình ngắn ngủi, mà tai hại lại là theo thần linh chi khí chậm rãi mỏng manh, người chiến hồn đại lục muốn đột phá chiến thần cảnh vô cùng gian nan. Tiêu Phàm không biết nếu như lúc ấy người ra quyết nhất định là hắn sẽ lựa chọn như thế nào, hắn cũng không biết lúc trước Tu La Điện chủ là đúng hay sai. Nhưng, một cái nguyện ý hao hết sinh mệnh mình để cứu vãn vô số sinh linh người chiến hồn đại lục là đáng giá để tất cả mọi người tôn kính. Đương nhiên nếu như chỉ vẻn vẹn dạng này, chiến hồn đại lục chí ít cũng sẽ an nhàn, có thể sự thật cũng không phải là như thế. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu thở dài, cũng không biết trong lòng hắn nghĩ gì, tất cả những thứ này đều xuất hiện ở phía trên ngũ hành phong ấn. Ngũ hành phong ấn có vấn đề gì? Tiêu Phàm nghi ngờ nói, uy lực ngũ hành phong ấn hắn rất rõ ràng, đây chính là tương đương với thế giới bích lũy tồn tại, chiến thần đều không thể oanh phá. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao người ngoại xâm không hủy diệt. Bởi vì cái kia không chỉ là một ngũ hành phong ấn đơn giản, mà là một huyết văn phong ấn. Lâu Ngạo Thiên hết sức trịnh trọng nói, bình thường ngũ hành phong ấn theo thời gian trôi qua thì lực phong ấn sẽ càng ngày càng yếu. Nhưng huyết văn phong ấn lại khác, chỉ cần huyết dịch chưa từng khô cạn, nó liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, hơn nữa, chỉ cần máu tươi huyết mạch chi lực liền có thể gia cố phong ấn. Cho nên, theo thời gian trôi qua, tu sĩ chiến hồn đại lục khác chậm rãi bắt đầu ghi hận đối với Tu La Điện, cho rằng Tu La Điện chủ đoạn tuyệt hy vọng bọn hắn đột phá chiến thần. Bọn hắn hoàn toàn quên, nếu như không có Tu La Điện chủ, chiến hồn đại lục có lẽ còn không ngừng bị chiến hỏa tàn phá. Lâu Ngạo Thiên một hơi nói xong, nói đến nơi này, hắn cũng thở dài một hơi, những cái này chính là sự tình ta biết, mảnh cổ địa này cũng chỉ ghi lại sự tình 5.000 năm trước. Nó vốn nên bị hủy vào vạn năm trước. Bất quá lại là Tu La Điện chủ lấy thủ đoạn lớn đem nó bảo tồn, về phần tại sao Tu La Điện bị hủy diệt, có lẽ cũng chỉ có Điện chủ Chiến Thần Điện biết rõ. Tiêu Phàm gật đầu, trong đầu hắn hiện lên một cái quỷ thủ, Lâu Ngạo Thiên có lẽ cũng không có lửa hắn, nhưng 5.000 năm trước đến hiện tại khẳng định không chỉ thế nhân ghi hận Tu La Điện đơn giản như vậy. Về phần cụ thể trong đó phát sinh cái gì Tiêu Phàm cũng không biết. Hắn cần phải đi thăm dò. Có lẽ chính như Lâu Ngạo Thiên nói,
Tất cả những thứ này chỉ có điện chủ chiến thần điện biết rõ. Đúng rồi, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi này? Tiêu Phàm nghĩ không ra nguyên do trong đó, dứt khoát đổi một cái chủ đề. Lâu Ngạo Thiên hơi hơi trầm ngâm, nói ra, lúc trước ta cùng với Sở Khinh Cuồng bị Sở gia mang đi, ngay từ đầu đều không có cái gì đặc biệt khác, thuần túy là Sở Trung Thiên muốn giết Sở Khinh Cuồng. Về sau Sở gia biết rõ chúng ta cùng ngươi có quan hệ, liền chuẩn bị lợi dụng chúng ta tới uy hiếp ngươi, ta lúc ấy cùng Sở Khinh Cuồng chuẩn bị lặng lẽ rời đi, bất quá bị người Sở gia phát hiện. Chúng ta không phải là đối thủ của họ, Sở Khinh Cuồng biết ta có biện pháp yên ổn rời đi, chỉ là không thể mang theo hắn mà thôi, cuối cùng bất đắc dĩ ta liền rời đi, vốn định thông chi các ngươi nhưng cuối cùng lại đi tới nơi này. Nói đến đây, Lâu Ngạo Thiên thở dài, tiếp tục nói, ngươi cũng biết, nơi này bằng vào thực lực ta lúc ấy căn bản là không cách nào rời đi. Tiêu Phàm gật đầu, hắn là chiến thánh cảnh đều không thể rời đi. Lúc ấy Lâu Ngạo Thiên chỉ là chiến đế cảnh lại làm sao có thể rời khỏi nơi này đây. Hiện tại ta tất nhiên có thể rời đi, nhưng ta lại không thể rời đi. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, ánh mắt tựa như xuyên thấu cung điện, hồi lâu mới cúi thấp đầu, thầm nghĩ, đúng rồi, Sở huynh không có việc gì đi. Tiêu Phàm lắc đầu, Sở Khinh Cuồng mặc dù bị cắt một cánh tay nhưng cuối cùng vẫn sống sót, về phần hiện tại, Tiêu Phàm cũng không biết hắn ở đâu. Như thế nào mới có thể rời Lâu Lan cổ quốc? Tiêu Phàm ngẫm lại hỏi. Nghe nói như thế, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi thi lễ. Lâu huynh, ngươi làm cái gì? Tiêu Phàm không hiểu nhìn Lâu Ngạo Thiên, hắn còn chưa từng thấy Lâu Ngạo Thiên hướng ai cúi đầu. Tiêu huynh, một lễ này không phải ta xin lỗi ngươi, mà là Lâu mỗ có một yêu cầu quá đáng. Lâu Ngạo Thiên hết sức trịnh trọng nói. Ngươi vừa nói đại chiến sắp đến, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, Lâu Ngạo Thiên sở cầu, khẳng định cùng việc này có quan hệ. Lâu Ngạo Thiên đi đến cửa đại điện, nhìn huyết phụ mênh mông chân trời, hít sâu một cái nói, Lâu Lan cổ địa là nơi các vong linh tiền bối yên giấc, mà hiện tại, những con cháu bất hiếu chúng ta lại muốn phiến thiên địa không được an bình. Ngươi là nói, Tiêu Phàm giật mình. Trong nháy mắt đoán được cái gì, chính là Lâu Lan cổ địa vô cùng có khả năng bị bại lộ. Đoạn thời gian trước có người đã thông thông đạo hướng Lâu Lan cổ quốc, qua một đoạn thời gian, số lớn nhân tộc liền sẽ đến nơi này, ta phải ngăn cản bọn hắn, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại giúp ta một chút sức lực. Trên người Lâu Ngạo Thiên tách ra khí tức cường đại. Cái khí tức này không phải sát ý mà là một loại phẫn nộ, cùng một loại chấp nhất, thủ vững mảnh cổ địa này. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong lúc nhất thời không biết mở miệng như thế nào, đáp ứng, bọn hắn cùng những hồn thú này chưa chắc là đối thủ của bọn họ. Không đáp ứng, trong lòng Tiêu Phàm có một thanh âm nói cho hắn biết, mảnh thổ địa đau xót này không nên lại nhiễm thêm nhiều máu tươi. Tiêu huynh, ngươi yên tâm, vô luận ngươi lựa chọn thế nào, ta đều sẽ không trách ngươi, bất quá ngươi cũng không cần khuyên ta, bởi vì ta là người thủ mộ mảnh cổ địa này. Nhìn thấy Tiêu Phàm chuẩn bị mở miệng, Lâu Ngạo Thiên cười cười nói. Người thủ mộ, Tiêu Phàm chấn động khi nghe Lâu Ngạo Thiên nói câu nói này. Ở trong mắt người khác, Lâu Lan cổ địa có lẽ là nơi tràn ngập cơ duyên, thậm chí khả năng nắm giữ đột phá chiến thần cảnh. Nhưng ở trong mắt Lâu Ngạo Thiên, nơi này chỉ là một phần mộ to lớn, nơi này chôn giấu chiến hồn đại lục huy hoàng vạn năm trước, cũng chôn giấu lấy vô số máu cùng xương tiền bối. Coi như nơi này thật có cơ duyên cũng là dẫm đạp trên máu cùng xương tiền bối, dạng cơ duyên này Lâu Ngạo Thiên khinh thường. Lâu gia ta là vạn năm trước sống tạm với tội nhân, vốn là vạn năm trước liền mai táng ở chỗ này, năm đó tiên tổ chúng ta không thể dục huyết tác chiến, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cho phép những người khác trà đạp anh linh, vạn năm thời gian, thân phận Lâu gia ta cũng biến thành người thủ mộ. Lâu Ngạo Thiên gật đầu. Hắn đạm nhiên xuất trần, giống như ngăn cách cùng đời. Trên người có chút chi khí phiêu miểu, Tiêu Phàm đều bị hắn cảm nhiễm. Ta lưu lại. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói, nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên vừa chuẩn bị hành lễ, Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản nói. Đừng quên, ta cũng là một thành viên nhân tộc. Tiêu Phàm nói bình thản mà chân thành, dù là người người e ngại Tu La Điện Chủ, dù là vô số tu sĩ đối với Tu La Điện Chủ có thái độ hoài nghi, nhưng Tiêu Phàm vẫn nghĩa vô phản cố lưu lại. Nghe nói như thế. Lâu Ngạo Thiên cười, tựa như hắn chờ chính là câu nói này,
lấy hắn đối với Tiêu Phàm biết, kỳ thật hắn đã sớm biết rõ Tiêu Phàm sẽ không cự tuyệt. Không biết ta cần làm gì đây? Tiêu Phàm lại hỏi. Chờ thời khắc thông đạo truyền tống mở ra, hủy nó. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái nói. Ngươi lần trước đã biết truyền tống thông đạo, vì cái gì hiện tại không hủy nó được? Tiêu Phàm nghi ngờ nói. Lần trước ta hủy không được, nửa tháng trước ta mới hoàn toàn luyện hóa mảnh cổ điện này, hơn nữa ngươi vừa vặn xuyên qua hư không lâu lan cổ quốc, đây cũng là nguyên nhân ta có thể đem ngươi đến, về sau thông đạo truyền tống khai thông liền mai danh ẩn tích, cho dù là ta cũng không phát hiện được. Lâu Ngạo Thiên cười khổ nói. Xem ra đối phương sớm đã phòng bị, bất quá ngươi nếu như đã luyện hóa mảnh cổ điện này, tất cả trong này đều mặc cho ngươi xử trí mới đúng chứ. Tiêu Phàm càng thêm không hiểu. Lâu Ngạo Thiên luyện hóa mảnh cổ địa này, chỉ cần là bên trong cổ địa đều đào thoát không được hắn khống chế mới đúng, dù là Tiêu Phàm cũng giống như thế. Cũng chính là nguyên nhân này Tiêu Phàm mới có thể tin tưởng Lâu Ngạo Thiên, dù sao, nếu như Lâu Ngạo Thiên muốn đối phó hắn, Tiêu Phàm là không có khả năng có sức phản kháng. Nếu như giết bọn hắn, ta ngược lại là có thể làm được. Nếu như đem bọn hắn tùy ý vứt vào hư không liệt phùng hẳn không có mấy người có thể sống trở lại chiến hồn đại lục, chỉ là ta nghĩ tiền bối lâu lan cổ địa là không muốn ta đại khai sát giới. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu. Tiêu Phàm thập phần bất đắc dĩ, đối với Lâu Ngạo Thiên cũng có chút kính nể, hắn từ trên người Lâu Ngạo Thiên cảm thụ đến một cỗ đại nghĩa cùng buồn phiền. Thế nhưng không giết người thì có thể đuổi kẻ xâm nhập đi sao? Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm lắc đầu. Lòng người là đáng sợ nhất, có thời điểm ngươi không giết người, những người kia căn bản sẽ không cảm ơn ngươi, ngược lại sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Đến thời điểm, chỉ sợ không phải chỉ là một trận đại chiến đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là đông đảo cổ tộc chiến hồn đại lục lại tăng thêm chiến thần điện, cỗ lực lượng này cộng lại cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng không biết nói cái gì, nếu đáp ứng Lâu Ngạo Thiên, bản thân liền hết sức nỗ lực. Nếu như thất bại, đó cũng là không có cách nào. Lâu huynh, có thể đem thượng cổ huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng cho ta mượn mấy ngày hay không? Tốt nhất tìm vài đầu hồn thú thực lực tương xứng cho ta luyện tay một chút. Tiêu Phàm không khách khí chút nào nói. Lâu Ngạo Thiên cổ quái nhìn Tiêu Phàm, tìm hồn thú nắm giữ huyết mạch thần thú cửu giai đỉnh phong luyện tập, cái này không phải người bình thường có thể làm. Bất quá hồi tưởng một cái chiến tích Tiêu Phàm trong dĩ vãng. Lâu Ngạo Thiên cũng liền thoải mái, không có cự tuyệt nói, được. Vậy thì cảm ơn. Tiêu Phàm chắp tay cười một tiếng. Hắn bây giờ cách chiến thánh cảnh hậu kỳ chỉ có một bước, nhưng luôn cảm giác thiếu một điểm gì đó, tìm vài đầu hồn thú, hắn cũng không chỉ là luyện tay một chút đơn giản như vậy. Mà muốn mượn những hồn thú này đến tạo áp lực cho bản thân, xuyên phá tầng gông cùm xiềng xích cuối cùng. Mặt khác, Tiêu Phàm còn có một cái ý nghĩ. Chính là hảo hảo chiêm ngưỡng mảnh cổ điện này, có lẽ cũng có thể có thu hoạch. Một tháng kế tiếp, Tiêu Phàm tìm ra 5-6 đầu hồn thú, cơ hồ đi dạo hết toàn bộ mỗi một góc cổ địa. Mảnh cổ địa này so Tiêu Phàm tưởng tượng còn lớn hơn, cùng xưng là thần thành còn không bằng nói là một tiểu thế giới. Vẫn là không cách nào đột phá sao. Trên một tòa đỉnh núi, Tiêu Phàm đón gió mà đứng, sợi tóc màu đen trên không trung vũ động, đôi mắt thâm thúy lộ ra một cỗ tang thương. Hắn một mực suy nghĩ, đến cùng cái gì là Tu La thiên địa chi ý. Tu La đại biểu cho giết chóc, đại biểu cho huyết tinh, nhưng càng lĩnh ngộ, trong lòng Tiêu Phàm cảm giác lại càng không đúng. Liền tựa như mảnh cổ địa này đã từng tràn ngập giết chóc, cũng tràn ngập huyết tinh, nhưng Tiêu Phàm không cảm thụ bất kỳ tâm tình tiêu cực gì, càng cảm thụ không ra bất luận sát ý gì. Nhìn khắp nơi thi cốt cùng huyết sắc, Tiêu Phàm tựa như đụng chạm đến cái gì. Chỉ là loại cảm giác rất mơ hồ mà thôi. Cảnh sắc trước mắt dùng núi thây biển xương đến hình dung cũng không đủ, nhưng Tiêu Phàm lại không cảm thụ đến bất kỳ tâm tình tiêu cực. Những hài cốt này đều vì chiến hồn đại lục mà chết, bọn hắn trước khi chết đoán chừng nghĩ đến càng nhiều là tương lai chiến hồn đại lục, mà không phải đi giết một địch nhân. Cho nên nơi này rõ ràng là hài cốt khắp nơi, lại không có cảm thụ đến chi ý giết chóc. Máu tiền bối, sớm muộn phải trả. Hai mắt Tiêu Phàm ửng đỏ, trên người tản ra sát ý nhàn nhạt. Ô ô hư không truyền đến từng đợt thanh âm gió nổi giận kêu, lộ ra thê lương cùng bi thương nồng đậm, tựa như đang đáp lại Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhắm hai mắt, tinh tế cảm thụ được bốn phía biến hóa,
đột nhiên khoanh chân ngồi ở hư không, tựa như đắm chìm trong một loại trạng thái huyền diệu nào đó, hết thảy ngoại giới đều bị hắn quên mất. Giống giống, phía sau sơn phong, vài đầu hồn thú đang gầm nhẹ, nghi hoặc nhìn bóng lưng Tiêu Phàm, không biết Tiêu Phàm đang làm cái gì, chẳng lẽ kẻ này chính là thiếu chủ nói tới đốn ngộ. Thượng cổ huyết ma viên vỗ vỗ bộ ngực, kinh ngạc nhìn, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Các hồn thú khác nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi, trừ huyết ma viên, các hồn thú khác không biết nói chuyện, nhưng nghe hiểu vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Có gì mà hâm mộ, nhân tộc tu luyện cần không ngừng lĩnh ngộ, quá phiền phức, còn không bằng chúng ta, thiên sinh cường đại, chỉ cần thôn phệ một chút thiên tài địa bảo liền có thể đột phá. Huyết ma viên lơ đễnh nói. Đây cũng chính là lý do hồn thú tại sao không bằng nhân tộc. Đột nhiên, một đạo thanh âm từ phía sau hồn thú vang lên, vài đầu hồn thú liền vội vàng khom người bái. Người tới không phải ai khác chính là Lâu Ngạo Thiên, nhìn huyết ma viên không phục, hắn lại nói, ngươi có lẽ không phục, nhưng đây chính là sự thật, dù là ngươi thiên sinh nắm giữ thần thú huyết mạch, nhưng ngươi trưởng thành chưa chắc nhanh bằng thiên tài nhân tộc. Nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ được ảo diệu trong đó, có lẽ ngươi liền có thể đột phá thần giai. Huyết ma viên lại lộ ra vẻ đăm chiêu, tay gãi đầu một cái, suy nghĩ nửa ngày, nó vẫn như cũ lắc đầu, thiếu chủ, ta vẫn không biết là ý gì. Cho nên ngươi vẫn như cũ không cách nào phóng ra một bước này. Lâu Ngạo Thiên tức giận nhìn huyết ma viên một cái, lắc lắc đầu nói. Còn mời thiếu chủ chỉ điểm. Huyết ma viên như có điều suy nghĩ. Động tác kia nghiễm nhiên cùng người không khác. Người đã lĩnh ngộ được. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên cười cười, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Huyết ma viên đầu tiên là sững sờ, sau đó đột nhiên minh bạch cái gì, nhe răng cười một tiếng, thái độ cả người khiêm tốn hơn rất nhiều. Những hồn thú khác càng hâm mộ không thôi, nhưng vẫn không biết Lâu Ngạo Thiên đánh bí hiểm gì. Bọn chúng chỗ nào biết rõ. Lâu Ngạo Thiên nói năng lực kia chỉ là bất luận nhân loại kẻ nào đều có, chính là học tập, chỉ có học tập mới có thể không ngừng tiến bộ. Huyết ma viên không ngại học hỏi kẻ dưới, cho nên Lâu Ngạo Thiên nói nó đã lĩnh ngộ được. Oanh long long, đột nhiên, chân trời phát ra một tiếng thanh âm chiến minh, hư không đều lay động, Lâu Ngạo Thiên lóe qua một đạo tinh quang, nên tới vẫn là tới, các ngươi ở chỗ này bảo vệ, phát sinh bất luận cái gì cũng không được rời đi nửa bước. Để lại một câu nói, Lâu Ngạo Thiên liền tại chỗ biến mất. Chiến hồn đại lục, thần vực, vị trí cao phong thiên thần phong có một đạo ánh sáng màu trắng dài mấy trượng xông thẳng chân trời, bắn vào cửu tiêu, không thể nhìn thấy phần cuối. Dù cách xa nhau mấy vạn dặm cũng có thể nhìn thấy cột sáng màu trắng. Trên một mảnh quảng trường khổng lồ trên sườn núi, giờ phút này đám người đứng đấy rộn rộn ràng ràng, bọn hắn ăn mặc đủ loại kiểu dáng phục sức. Hiển nhiên là đến từ các nơi chiến hồn đại lục. Giống nhau duy nhất là tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn không trung, trong mắt đều là vẻ hưng phấn, tựa như hận không thể lập tức xông vào bên trong cột sáng màu trắng. 5.000 năm, Lâu Lan cổ địa rốt cục xuất thế lần nữa, đây chính là cơ duyên trẻ tuổi một đời chúng ta, có lẽ niên đại chiến thần lại muốn xuất hiện. Chiến hồn đại lục ngàn năm không chiến thần, nếu như tiếp tục, về sau đoán chừng thật muốn cô đơn. Cũng may thượng thiên lại cho chúng ta cơ hội. Ta nghe nói lần trước Lâu Lan cổ địa xuất thế tạo nên mấy chục chiến thần cảnh, không biết có phải là thực hay không, cơ hội này ta nhất định không thể bỏ qua. Nghe nói rất nhiều tu sĩ thế hệ trước chiến thần điện muốn từ thần kiếp chi địa chạy về, đối với cổ tộc mà nói không phải tin tức tốt, chiến thần điện cùng tuổi một đời chúng ta không sợ, nhưng những lão bất tử kia đều là trong núi thây biển xác bò ra. Vậy cũng không nhất định. Trẻ tuổi một đời là có thập đại yêu nghiệt, tu sĩ thế hệ trước cũng chưa chắc mạnh hơn. Trên quảng trường nghị luận ầm ĩ, phần lớn người khó nén vẻ kích động, có thể tiến vào Lâu Lan cổ địa liền đại biểu cho khả năng nắm giữ cơ hội đột phá chiến thần cảnh, việc này khiến bọn hắn làm sao không hưng phấn. Mọi người đã ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức xông lên, giờ phút này người chạy tới càng ngày càng nhiều, trừ thế hệ trẻ tuổi còn có rất nhiều cường giả thế hệ trước. Không cần nghĩ cũng biết, những tu sĩ thế hệ trước đều là từ thần kiếp chi địa chạy về chiến thần điện. Về phần tu sĩ cổ tộc đều là người trẻ tuổi, mặc dù trong lòng bọn hắn khó chịu, nhưng cũng không dám phản bác chiến thần điện, bọn hắn sở dĩ có thể đi tới nơi này đều phải qua chiến thần điện đồng ý, nào có tư cách phản bác đây. Trong đám người, Tiêu Linh Nhi mang theo tu sĩ sở ra đứng ở một góc quảng trường,
Hơn một năm nay thời gian, tu vi Tiêu Linh Nhi tiến thêm một bước, đã đột phá đến chiến thánh cảnh hậu kỳ, cách chiến thánh cảnh đỉnh phong cũng không xa. Nhưng trong thế hệ tuổi trẻ Sở gia chỗ này vẫn xem như yếu nhất, Sở Vân Phi cấp độ thiên tài yêu nghiệt được các thiên tài cổ tộc khá công nhận, còn về Tiêu Linh Nhi thì làm gì có ai biết đến. Bất quá, Tiêu Linh Nhi không phục, nếu như không phải Sở Nguyệt các nàng lôi kéo, nàng là tuyệt đối phải tranh khẩu khí này. Vị tiểu muội muội này, nếu ngươi nguyện ý đi theo ca ca, ca ca liền để ngươi đứng ở chỗ này, như thế nào? Một thanh niên khôi ngô nam tử nhìn Tiêu Linh Nhi, diễu diễu nói. Da rẻ nam tử khôi ngô nhìn qua ngàn kho trăm lỗ, thập phần đáng sợ, trên mặt còn có một dấu vết to lớn màu đỏ thắm, lộ ra càng thêm xấu xí. Chỉ bằng bộ mặt ngươi, ta cảm thấy cũng không ai nguyện ý đứng bên người. Tiêu Linh Nhi cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nhìn thanh niên khôi ngô nói. Ta bảo ngươi tới, ngươi không nghe thấy sao? Thanh niên khôi ngô ngữ khí vô cùng băng lãnh, lách mình liền hướng lấy Tiêu Linh Nhi chộp tới. Tiến lên nữa một bước, chết! Nụ cười trên mặt Tiêu Linh Nhi trong nháy mắt ngưng kết, ngữ khí bỗng biến băng lạnh. Lúc trước thân làm dược nô, mặc dù có đại trưởng lão bảo hộ, nhưng có thể trong hoàn cảnh Sở gia như thế sống sót, Tiêu Linh Nhi cũng không non nớt giống như mặt ngoài. Ở chỗ này, Tiêu Linh Nhi có thể áp chế tính tình bản thân đã coi như là không tồi, nàng mặc dù không phải kẻ có thù tất báo, nhưng không phải dễ để cho người khi dễ. Hừ, ta xem ngươi như thế nào. Thanh niên khôi ngô mặt coi thường nhìn Tiêu Linh Nhi, nhưng mà lời còn chưa dứt, hai chân hắn như nhũn ra, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể hướng phía trước đánh tới, vừa lúc ngã gục. Những người khác đều kinh ngạc nhìn Tiêu Linh Nhi, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, cùng là chiến thánh hậu kỳ vậy mà bất chi bất giác liền có thể đánh ngã đối phương, chênh lệch này không phải lớn bình thường a. Liền lên tiếng nát mặt, liền đừng để lão nương tức giận, người Sở gia không phải dễ dàng bị khi dễ như vậy. Tiêu Linh Nhi băng lãnh nói ra một đạo thanh âm. Sau đó nhấc chân đạp một cái, một bàn chân hồn lực khổng lồ đá ra, thanh niên khôi ngô một chút sức phản kháng đều không có, trực tiếp bị đạp bay vài chục trượng. Thanh niên khôi ngô giận mà không dám nói gì, bọn hắn lại quên, Sở gia là luyện dược thế gia ngàn năm, luyện không chỉ là bảo dược, cũng có khả năng là độc dược. Giết người là vô hình. Vị cô nương này, người cũng không cần ra tay quá ác. Bất quá luôn có một số người tự chuốc nhục nhã, không nguyện ý buông tha Tiêu Linh Nhi, chỉ thấy một thanh niên mặc chiến bào màu vàng óng, nhìn qua Ngọc Thụ Lâm Phong đi tới. Người có tin không, kế tiếp nằm xuống là ngươi. Tiêu Linh Nhi cười lạnh nói, người này ăn thịt người thế giới, một khi lui ra phía sau một bước, kế tiếp không may chính là bản thân. Ngươi! Kim bào nam tử bị dọa cho phát sợ, lạnh rên một tiếng nói, nam nhân không đấu cùng nữ. Nhìn bóng lưng kim bào nam tử, trong mắt Sở Nguyệt lóe lên một vẻ lo lắng, truyền âm cho Tiêu Linh Nhi nói, Linh Nhi sư muội, người độc cô gia tộc không có ý tốt, tiến vào lâu lan cổ địa nhất định phải cẩn thận. Ta biết, Tiêu Linh Nhi gật đầu, lần trước vạn thánh dược điển, độc cô gia tộc độc cô mạc chắc chết ở cổ thành Sở gia, mặc dù độc cô gia tộc không có trắng trợn trả thù. Nhưng thù này độc cô gia tộc khẳng định ghi tạc trong lòng. Yên lặng, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang tận mây xanh, quảng trường sôi trào trong nháy mắt an tĩnh lại, mâu thuẫn Tiêu Linh Nhi bọn họ cùng độc cô gia tộc chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, không có người nào đặt ở trong lòng. Sau một khắc, tất cả mọi người nhao nhao hướng về chân trời nhìn lại, chỉ thấy một thanh bào lão giả đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt quan sát phía dưới, rất có một bộ tiên phong đạo cốt. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra người này, chính là chiến thần điện tam trưởng lão Kỳ Hiểu lúc đầu bị bác lão làm cho huyết độn đào tẩu. Bây giờ thời gian hơn một năm trôi qua, thương thế Kỳ Hiểu cũng khôi phục không sai biệt lắm. Bái kiến tam trưởng lão. Tu sĩ chiến thần điện nhao nhao bái nói. Gặp qua tam trưởng lão. Tu sĩ cổ tộc khác cũng hơi hơi thi lễ. Đều miễn lễ đi. Kỳ Hiểu nhàn nhạt khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó có 6 người áo đen, nếu như không phải nhìn bằng mắt thường, mọi người có lẽ căn bản không phát hiện được bọn hắn tồn tại. Bắt đầu đi. Kỳ Hiểu tiếp tục nói, 6 người áo đen gật gật đầu, đạp không mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở 4 phía cột sáng màu trắng to lớn, mấy người xếp bằng ở không trung, hai tay bóp ra từng đạo thủ quyết rườm rà, hướng về hư không đánh tới. Một tiếng ầm vang.
trên quảng trường lăng không xuất hiện một cái ngọc đài hình tròn to lớn, phía trên ngọc đài che kín đường vân rườm rà, quang mang thánh khiết nở rộ, tu sĩ bốn phía đều bị chấn động đến lui lại. Ngay sau đó, từng đạo thủ ấn bắn vào bên trong cột sáng màu trắng, tựa như liên thông cột sáng màu trắng cùng bản thân bọn hắn, lực lượng bàng bạc điên cuồng tràn vào bên trong cột sáng màu trắng. Ông sau một khắc, cột sáng màu trắng đột nhiên hừng hực vô cùng, khí tức đáng sợ tản ra, tựa như liên thông cửu tiêu cùng cửu u. Cột sáng màu trắng rung động lúc này liền ổn định lại, Kỳ Hiểu nhìn cột sáng màu trắng hài lòng gật gật đầu, nói thông đạo đã mở, hiện tại có thể theo trình tự tiến vào. Theo thanh âm Kỳ Hiểu rơi xuống, tu sĩ đại thế lực trên quảng trường đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời cũng không có người nào khởi hành. Mặc dù ai cũng biết rõ bên trong lâu lan cổ địa nắm giữ đại cơ duyên, nhưng cũng tràn đầy nguy hiểm, ai cũng không dám là kẻ thứ nhất tiến vào bên trong. Kẻ thứ nhất làm liều cố nhiên có khả năng thu hoạch được càng nhiều đồ vật, nhưng nếu phát sinh ngoài ý muốn, ngay cả mạng đều có thể mất đi. Đám người cũng không phải đồ đần, làm sao có thể lỗ mãng tiến vào bên trong đây? Kỳ Hiểu tựa như đã sớm đoán được kết cục, thản nhiên nói, thời gian thông đạo mở ra chỉ có một ngày, các ngươi tự xử lý. Kỳ Hiểu cũng không nóng nảy, lách mình xuất hiện ở phía trên một cái đài cao, ngồi ở trên ghế bành lẳng lặng nhìn một màn này. Rất nhiều người trong lòng xem thường, cái gì gọi là chúng ta tự xử lý, người nhà không phải cũng muốn tiến vào bên trong à, tại sao người khác phải đặt mình vào nguy hiểm. Chính như bọn hắn suy nghĩ, Kỳ Hiểu cũng muốn đi vào, nhưng hắn cũng sẽ không đi nhận cái nguy hiểm này. Ta tới trước. Lúc này, một đạo thanh âm già nua vang lên, chỉ thấy một hắc bào lão giả đột nhiên đi ra, hướng về ngọc đài đi đến. Ngô lão đầu, ta giúp ngươi. Chúng ta từ thần kiếp chi địa trở về có thể gặp gỡ cơ duyên dạng này đã không tồi. Lại một áo xám lão giả đi ra khỏi đám người. Ta nữa, còn có ta, một lúc liền đi ra 5 người, tăng thêm Ngô lão đầu, hết thảy 6 lão giả, từ khí tức trên người bọn hắn đến xem, đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Có thể tại thần kiếp chi địa đột phá đến chiến thánh cảnh đỉnh phong và sống sót cũng đủ để chứng minh bọn hắn bất phàm. Nhưng 6 người kẹt tại cảnh giới này đã mấy trăm năm thời gian, nếu như không thể tiến thêm một bước, nghênh đón bọn hắn chính là tử vong. Muốn sống sót, bọn hắn cũng chỉ có thể từ nơi khác ra tay, thiên phú và hoàn cảnh không thể cho bọn hắn đột phá chiến thần cảnh, vậy cũng chỉ dựa vào đại cơ duyên. Nếu có một mai thần lực chi tinh, bọn hắn liền vô cùng có khả năng phóng ra một bước này. 6 đại chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh đồng thời hiện thân, những người khác hơi kinh hãi. Đồng thời cũng cực kỳ rung động nội tình chiến thần điện, bình thường chiến thánh cảnh đỉnh phong cho dù nhìn thấy một người đều hết sức gian nan, mà nơi này lại đâu đâu cũng có. Các ngươi sau khi tiến vào, nếu lâu lan cổ địa an toàn, thông qua âm dương tử mẫu ngọc truyền âm với ta. Kỳ Hiểu nhìn thấy 6 người, hài lòng gật đầu, sau đó ném cho Ngô lão đầu một khối ngọc bội nói. Vâng, đại nhân. Ngô lão đầu gật gật đầu, cùng là chiến thánh cảnh đỉnh phong. Nhưng địa vị hắn không bằng Kỳ Hiểu. Sau đó 6 người nhìn nhau, đồng thời đạp vào bạch sắc ngọc đài, liền biến mất ở trên ngọc đài, dọc theo thông đạo nghịch thiên mà lên. Kỳ Hiểu mị mị hai mắt, ngẩng đầu nhìn cột sáng màu trắng, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, 5.000 năm trước xảy ra chút vấn đề, hy vọng lần này có thể thuận lợi. Mười mấy tức trước đó, bên trong lâu lan cổ địa, chân trời đột nhiên bừng sáng lên. Tất cả sinh linh bên trong cổ địa đều mờ mịt nhìn không chung. Chỉ thấy một cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, giống như đuôi sao chổi, hoành khóa cửu thiên, từ sâu trong tinh không bay vụt tới, tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng. Oanh, cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện ở phía trên không trung lâu lan cổ địa, hư không vỡ ra 6 một đạo liệt phùng to lớn, sương mù bạch sắc từ đó lan tràn ra. Hư không liệt phùng chậm rãi ngưng kết thành hình. Biến thành thông đạo hình tròn rộng một vài trượng, có một cỗ lực lượng huyền diệu ngăn trở hư không liệt phùng khép kín. Hô, một vệt sáng lấp lóe, ngay sau đó, một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện ở phía dưới hư không liệt phùng, ánh mắt băng lạnh nhạt nhìn không trung, mở tay, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm màu vàng kim nhạt. Toàn thân trường kiếm trải rộng đường vân huyền ảo, lít nha lít nhít, tựa như từng đầu chân long bò đầy bên trên, trường kiếm vừa xuất hiện. Một cỗ khí tức không thể địch nổi tản ra. Ngay sau đó, toàn bộ lâu lan cổ địa dường như gào rít giận dữ lên,
ô ô không ngừng bên tai, huyết sắc khí lãng quay cuồng, trường kiếm tựa như cảm thụ được cỗ rên rỉ kia, kịch liệt run rẩy. Kiếm đạo trường ca, thân ảnh áo trắng không phải ai khác, chính là Lâu Ngạo Thiên cực tốc chạy tới, hắn khẽ nhả ra một câu, trường kiếm trong tay rung động, kiếm khí đầy trời phóng lên tận trời, lấy hắn làm trung tâm, tất cả huyết khí bên trong phạm vi mấy trăm trượng đều ngưng tụ thành kiếm khí, tựa như muốn đem thiên địa chảm phá. Phá, vô cùng vô tận huyết sắc kiếm khí, hướng về hư không liệt phùng quấn giết, lúc đến gần cột sáng màu trắng, huyết sắc kiếm khí đầy trời đột nhiên hòa làm một thể, hung hăng chém về phía cột sáng kia. Oanh, tiếng nổ kịch liệt vang tận mây xanh, hư không xuất hiện lít nha lít nhít liệt phùng, nhưng mà cột sáng màu trắng chỉ vẻn vẹn run rẩy một cái. Không phá nổi sao, Lâu Ngạo Thiên cau mày một cái, khí tức trên người cực tốc leo lên, trong chớp mắt khí tức hắn liền thẳng bức chiến thánh cảnh đỉnh phong. Vô cùng vô tận kiếm khí xung quanh hắn nở rộ, loại khí thế này dường như có thể phá vỡ thiên khung. Giờ phút này cả người Lâu Ngạo Thiên liền tựa như một thanh kiếm, cùng bảo kiếm trong tay dung hợp làm một thể. Kiếm Vũ Tinh Hà, theo một tiếng quát nhẹ, Lâu Ngạo Thiên đột nhiên đạp không mà lên, chung quanh hắn xuất hiện từng đầu giải lụa màu, quang mang bên trong giải lụa màu chớp lóe, liền tựa như vô cùng vô tận tinh quang. Mà những giải lụa màu kia liền tựa như từng đầu tinh hà vòng quanh hắn vũ động, những nơi đi qua, tất cả đều hóa thành kiếp cho. Oanh long long. Từng đầu tinh hà hung mãnh đâm vào phía trên cột sáng màu trắng, từng đạo lít nha lít nhít liệt phùng tràn ngập tứ phương, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền phục hồi như cũ. Không có khả năng không phá nổi, chẳng lẽ là chiến thần cảnh đang duy trì thông đạo này? Sắc mặt Lâu Ngạo Thiên trở nên có chút ngưng trọng. Hắn mặc dù biết rõ sự tình sẽ không thuận lợi như thế, nhưng sẽ không phức tạp như thế, nhưng mà hiện tại hắn phát hiện bản thân đánh giá quá thấp thực lực đối phương. Giống, cũng đúng lúc này, nơi xa truyền đến từng tiếng thanh âm gầm thét, chỉ thấy vài đầu hồn thú to lớn lao nhanh tới, khuấy động từng đợt gió lốc, thiên địa vô cùng cuồng bạo. Cùng nhau hủy nó. Lâu Ngạo Thiên không dám trễ nãi quá nhiều thời gian, hiện tại không ai truyền tống tới còn tốt, một khi truyền tống tới, bọn hắn liền phiền phức. Nếu như có thể đại khai sát giới, Lâu Ngạo Thiên ngược lại cũng không sợ, nhưng những người kia là nhân tộc, giết bọn hắn. Lâu Ngạo Thiên cũng không đành lòng. Giống, ngao ô, nghe được Lâu Ngạo Thiên nói, vài đầu hồn thú ngửa mặt lên trời gào thét, sau đó nhao nhao đạp không phóng tới cột sáng màu trắng, bắt đầu điên cuồng công kích. Cột sáng màu trắng không ngừng rung động, lít nha lít nhít liệt phùng tràn ngập trên đó, nhưng lại khôi phục như lúc ban đầu, Lâu Ngạo Thiên cùng vài đầu hồn thú hoàn toàn chính là làm chuyện vô ích. Cứ tiếp tục cũng không phải biện pháp. Trên mặt Lâu Ngạo Thiên lộ ra một vẻ kiên định. Dù hắn triệt để luyện hóa mảnh cổ địa này, thực lực tăng lên rất lớn, nhưng không thể hủy đi một đầu truyền tống thông đạo, sự tình hiển nhiên vượt qua hắn dự liệu. Nếu như hủy không được, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp kia, bất quá bây giờ còn không phải lúc điều động lực lượng lâu lan cổ địa, bọn hắn cũng không xứng. Lâu Ngạo Thiên híp hai mắt, trong lòng trầm ngâm nói. Hắn vẫn như cũ không có từ bỏ. Tiếp tục công kích tới, cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh từ cuối thông đạo bắn ra. Liền đến nhanh như vậy, sắc mặt Lâu Ngạo Thiên trầm xuống. Ha ha, lâu lan cổ địa, lão hủ đến. Một trận thanh âm cười điên cuồng từ bên trong cột sáng màu trắng truyền đến, không đợi Lâu Ngạo Thiên bọn hắn lấy lại tinh thần, sáu bóng người liền xuất hiện trong mắt bọn họ, từ cuối thông đạo kích xạ mà tới. Trở về, Lâu Ngạo Thiên gầm thét một tiếng. Đưa tay chính là một kiếm giết đến, nếu hủy không được truyền tống thông đạo, hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ngăn chặn cửa ra truyền tống thông đạo. Chỉ cần không phải chiến thần cảnh, Lâu Ngạo Thiên không sợ hãi, thân làm người thủ mộ lâu lan cổ quốc, hắn không cho phép ngoại nhân quấy nhiễu mảnh cổ địa an bình này. Trong hư không nhộn nhạo từng đạo không gian gợn sóng, ngay sau đó vô số kiếm khí bên trong cột sáng màu trắng nở rộ, cột sáng màu trắng cũng biến thành lung la lung lay. Thằng nhãi danh, ngươi dám ngăn cản lão tổ đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ bên trong thông đạo truyền tống truyền đến. Sáu người bọn hắn chính là sáu kẻ dẫn đầu bước vào truyền tống thông đạo, vốn cho là có thể trước tiên xuống lâu lan cổ địa, tìm kiếm cơ duyên bản thân. Dù là so với những người khác sớm hơn cái hô hấp thời gian cũng là ưu thế của bọn hắn, nhưng bọn hắn đều không nghĩ đến lại có người ở cửa ra truyền tống chặn giết bọn hắn.
ai cũng đừng hòng đi qua. Lâu Ngạo Thiên cầm kiếm, độc lập với bên trong truyền tống thông đạo, rất có khí thế một người giữ ải vạn người không thể qua. Trường kiếm trong tay hắn sa sút lấy máu tươi, vô số kiếm khí đang không ngừng nở rộ. Danh con, ngươi tự tìm cái chết, được chuôi thần kiếm này cũng không uổng ta đến một lần. Sáu người đối diện phẫn nộ nhìn Lâu Ngạo Thiên, bọn họ đều là người nổi bật chiến thánh cảnh đỉnh phong, đột phá đến cảnh giới hiện tại đã không biết bao nhiêu năm tháng, há lại sẽ sợ một người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa. Các ngươi thử xem. Lâu Ngạo Thiên một mặt ngạo nghễ, thủ hộ mảnh cổ địa này là chức trách người thủ mộ của hắn, dù là đầu rơi máu chảy cũng sẽ không tiếc. Chỉ một thoáng, Lâu Ngạo Thiên cùng sáu người lần nữa đụng đâm vào cùng một chỗ, vô cùng vô tận kiếm khí xuyên qua hư không, thông đạo truyền tống cũng bắt đầu lay động. Tiếng oanh minh đáng sợ từ giữa vừa truyền đến, dường như thiên băng địa liệt, cực kỳ không ổn định. Cẩn thận một chút, đừng để thông đạo truyền tống hủy, ba người duy trì thông đạo, ba người cuốn lấy hắn, sau đó sẽ có người tới, muốn giết hắn rất dễ dàng. Trong đó một lão già nói ra, tốt, những người khác nhao nhao gật đầu, sau đó có ba người thối lui đến chỗ sâu thông đạo truyền tống duy trì thông đạo, ba người khác ngăn trở Lâu Ngạo Thiên. Chém giết lần nữa tiếp tục, không gian dung chuyển càng ngày càng lợi hại. Một mảnh địa vực lâu lan cổ địa khác, Tiêu Phàm giống như lão tăng ngồi xếp bằng, đối với tất cả ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, đám hồn thú huyết ma viên cùng Long Văn Thần Mãng đem Tiêu Phàm thủ hộ tại trung ương, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Thông đạo truyền tống thập phần chói mắt, cho dù cách xa trên vạn dặm cũng có thể cảm thụ thấy năng lượng bàng bạc ba động. Ngươi nhanh lên. Huyết ma viên lộ ra vẻ lo lắng, thông đạo truyền tống lâu như vậy vẫn tồn tại, không cần nghĩ cũng biết rõ kế hoạch Lâu Ngạo Thiên khẳng định thất bại. Một khi thất bại, nhất định là một trận ác chiến, nhân loại tu sĩ tiến vào lâu lan cổ địa, bằng vào mười mấy đầu hồn thú bọn chúng là không có khả năng ngăn cản được. Bọn chúng lại không dám phản bác mệnh lệnh Lâu Ngạo Thiên rời đi nơi này, bọn chúng hiện tại chỉ hy vọng Tiêu Phàm nhanh tỉnh lại. Phốc phốc, đột nhiên. Từng đạo sắc bén kiếm khí từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra, kiếm khí tại hư không ngưng tụ thành từng đóa kiếm liên không ngừng nở rộ, lại không ngừng khô héo. Một đám hồn thú thấy thế thần sắc đại biến, vội vàng rút lui mấy trăm trượng, xa xa nhìn chăm chú lên Tiêu Phàm. Kiếm khí lượn lờ quanh thân Tiêu Phàm, khí tức trên người cũng không ngừng tăng lên, sau nửa ngày, những kiếm khí kia chậm rãi biến mất, chiếm lấy là một cỗ lạnh ý. Phía dưới cỗ lạnh ý kia, sương mù màu máu chậm rãi hòa tan bốn phía, rõ ràng là sát ý, lại tựa như ánh nắng hòa tan băng tuyết, quả thực là thập phần huyền diệu. Lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, cỗ lạnh ý kia cấp tốc khuếch tán, tất cả huyết phụ bị tản ra không còn một mảnh, đám hồn thú huyết ma viên lui lui nữa, sợ ảnh hưởng Tiêu Phàm. Chủ yếu nhất là, cảm thụ được cỗ sát ý trên người Tiêu Phàm, toàn thân bọn chúng nổi da gà, không dám cùng cứng rắn đụng. Trong đó một đầu hồn thú bởi vì lui chậm, chạm đến cỗ lãnh ý kia, máu tươi trên người vẩy ra, làm nó dọa cho phát sợ, vội vàng hướng về phía sau lui đi. 100 trượng, 300 trượng, 1000 trượng, thẳng đến 3000 trượng thì cỗ băng lãnh chỉ ý kia mới dừng lại, đám hồn thú huyết ma viên trợn to hai mắt nhìn Tiêu Phàm, trong mắt đều là vẻ khó tin. Thiên địa chi ý thật đáng sợ, đây là thiên địa chi ý gì? Huyết ma viên kinh hãi lên tiếng. Trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Phốc phốc, một tiếng vang giòn từ thể nội Tiêu Phàm truyền ra, tựa như một tầng màng mỏng bị xuyên phá, tất cả liền giống như nước chảy thành sông. Đột phá, huyết ma viên kêu sợ hãi, hồn thú khác cũng kinh ngạc không thôi. Không đợi bọn chúng lấy lại tinh thần, ngay sau đó, vô tận chi hỏa đáng sợ từ thể nội Tiêu Phàm mãnh liệt cuộn trào ra, trong nháy mắt bao phủ chu vi ngàn trượng. Nguyên bản hàn ý cũng trong nháy mắt bị một cỗ cực nóng thay thế, hư không phát ra thanh âm xì xì, tự nhiên xuất hiện từng tia không gian liệt phùng. Rõ ràng chỉ có chiến thánh cảnh đỉnh phong lĩnh ngộ thiên địa chi uy mới có thể làm được một bước, Tiêu Phàm hiện tại liền làm được. Sau một khắc, sự tình phát sinh làm tất cả hồn thú kinh hãi, chỉ thấy phía sau Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện một đạo bóng đen to lớn, bóng đen dương nanh múa vuốt, khí tức vô cùng lạnh lẽo, chính là U Linh chiến hồn. Thí thần thú. Huyết ma viên mồm miệng không rõ, bờ môi có chút run lên, toàn thân càng run rẩy dữ dội, thiếu chút nữa thì nằm dạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ.
các hồn thú khác cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn chúng hiển nhiên cũng nhận ra lai lịch U Linh Chiến Hồn, liền không dám thở mạnh một cái. U Linh Chiến Hồn lần nữa tăng vọt, trước đó lớn nhỏ mấy trượng, rất nhanh liền lớn lên đến 10 trượng, xa xa nhìn lại nó đã không chỉ là một đoàn bóng đen, mà là một đầu hồn thú to lớn. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm cũng tự nhiên cảm thụ được, trong lòng hắn cũng hơi kinh ngạc, bất quá bây giờ cũng không phải là lúc hắn giàu gì. Tâm thần Tiêu Phàm hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thiên địa, theo hắn đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, tiểu thiên địa vậy mà cũng nhanh chóng tăng vọt, chu vi bắt đầu từ 500 trượng, tăng tới khoảng 800 trượng, hơn nữa còn đang từ từ mở rộng. Sau nửa ngày, tiểu thiên địa rốt cục đình chỉ tăng trưởng, dòng dã đạt tới 1.000 trượng, so với trước đó chính là mở rộng gấp 4 lần có thừa. Rốt cục đột phá chiến thánh cảnh hậu kỳ, Hề lão quả nhiên không có gạt ta, theo tu vi đột phá, tiểu thiên địa không ngừng trưởng thành. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Nguyên lai đây mới là tu la thiên địa chi ý, kỳ thật ta đã sớm minh bạch, lúc trước lĩnh ngộ thiên địa tiêu sát cùng tu la thiên địa chi ý vậy mà có gì khúc đồng công chi diệu. Khẽ nhả một ngụm chọc khí, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, giống như hai thanh thần kiếm xuyên thủng thiên vũ, những nơi đi qua, tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Không biết thuận tiện lĩnh ngộ một kiếm, uy lực sẽ như thế nào. Tiêu Phàm mỉm cười, trên mặt tràn ngập vô địch tự tin. Sau đó, Tiêu Phàm híp hai mắt nhìn cột sáng màu trắng phía xa, hờ hững nói, đã bắt đầu sao? Phía trên quảng trường Thiên Thần Phong, tất cả mọi người chăm chú nhìn chằm chằm truyền tống thông đạo, đang chờ đợi một kết quả bên khác, Kỳ Hiểu nắm trong tay Âm Dương Tử Mẫu Ngọc, thần sắc có chút ngưng trọng. Bọn hắn chờ đợi nửa ngày nhưng mà chưa từng thấy thông đạo truyền tống truyền đến bất luận dị động gì. Bọn hắn bị công kích, đột nhiên, một đạo thanh âm khàn khàn từ trong vị trí một người áo đen truyền ra, sắc mặt những người khác hoàn toàn thay đổi. Công kích, cái gì công kích, Kỳ Hiểu không chút do dự hỏi. Lão hủ cũng không biết, lập tức phái thêm chút người đi qua, như thế thời gian chúng ta kiên trì không nhiều. Người áo đen kia còn nói thêm, ngữ khí có chút ngưng trọng. Bọn hắn sớm tại nửa nén hương thời gian trước liền cảm thụ đến thông đạo truyền tống có chút bất ổn, vốn cho là bọn hắn có vấn đề, nhưng mà thăm dò nhiều lần, bọn hắn lúc này mới phát hiện, cũng không phải là vấn đề thông đạo truyền tống, mà là có người công kích thông đạo truyền tống. Âm Dương Tử Mẫu Ngọc không có bất cứ động tĩnh gì à? Kỳ Hiểu nhìn ngọc bội trong tay nghi ngờ nói. Nơi này cách Lâu Lan cổ địa quá mức xa xôi, Âm Dương Tử Mẫu Ngọc là không cảm ứng được, nhanh lên. Ngữ khí người áo đen đã hơi không kiên nhẫn. Vâng, sắc mặt Kỳ Hiểu biến hóa, hắn biết rõ những hắc y nhân này không phải hắn có thể đắc tội, sau đó nhìn về phía vị trí tu sĩ chiến thần điện nói, các ngươi đều đi vào, mặt khác, mỗi cổ tộc điều động hai người. Người không cần quá nhiều, tu vi quá thấp đi cũng vô dụng, lại chọn 6 chiến thánh đỉnh phong đi qua. Người áo đen ngữ khí lạnh lùng. Kỳ Hiểu nào còn dám do dự, hắn có thể cảm thụ đến người áo đen nói chuyện đều có chút thở hổn hển, rất hiển nhiên, chống đỡ lấy thông đạo đối với bọn hắn mà nói cũng là phụ tải cực lớn. Nếu như chỉ là chiến thánh cảnh bình thường, tuyệt đối gánh không được thông đạo truyền tống, những người áo đen này đều là nội tình chiến thần điện mấy ngàn năm. Rất nhanh, Kỳ Hiểu liền chọn lựa 6 chiến thánh cảnh đỉnh phong, vẫn là lão giả từ thần kiếp chi địa trở về, bọn hắn ngược lại cũng không có cái gì có thừa. Trước đó, sau khi 6 người tiến vào có thể cùng đối phương đại chiến lâu như vậy, ít nhất nói rõ đối phương không phải chiến thần cảnh. Bọn hắn tại thần chi kiếp địa đều là trong núi thây biển xác bò ra, chỉ cần là chiến thánh cảnh, bọn hắn đều không sợ hãi đúng, lưu mệnh bài. Lúc mấy người chuẩn bị đạp vào truyền tống ngọc đài, Kỳ Hiểu lại vội vàng nói. Âm Dương Tử Mẫu Ngọc đều vô dụng, người cảm thấy mệnh bài sẽ có tác dụng sao? Ngữ khí người áo đen đều là vẻ không thích. Sắc mặt Kỳ Hiểu bị kìm nén đến đỏ bừng, trong lúc nhất thời không cách nào phản bác, rất nhiều người muốn cười nhưng lại không dám cười. 6 người kia không có để ý tới Kỳ Hiểu, mấy người đạp vào truyền tống ngọc đài liền lần nữa biến mất. Thông đạo truyền tống bên kia, Lâu Ngạo Thiên gắt gao ngăn ở cửa ra. Áo bào trắng nhuốm máu, hết sức đỏ tươi, tóc dài cũng lộn xộn, nhưng hắn không có thối lui. Một chiến thánh cảnh hậu kỳ, có thể ngăn lại chúng ta lâu như vậy cũng đủ tự ngạo. Trong đó một lão đầu tùy tiện cười một tiếng, đưa tay một chưởng đánh về phía ngực Lâu Ngạo Thiên.
kiếm động thương khung, Lâu Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành hư ảnh, cả người như một chuôi tuyệt thế thần kiếm bắn ra, lão đầu kia trong nháy mắt cứng đờ, kinh ngạc nhìn ngực bản thân. Vị trí ngực hắn, máu tươi róc rách mà chảy, thiếu chút nữa thì lạnh thấu tim, mặc dù sống mấy trăm năm nhưng vừa nãy, hắn vẫn sợ hãi. Tiến lên nữa một bước, giết không tha, ngữ khí Lâu Ngạo Thiên cũng biến thành băng lạnh, hắn biết rõ, muốn hoàn toàn không giết người đem những người này đuổi đi là không có khả năng. Nghe nói như thế, sắc mặt mấy lão đầu biến hóa, bọn hắn cùng Lâu Ngạo Thiên chiến đấu lâu như vậy, lại như thế nào nhìn không ra, Lâu Ngạo Thiên một mực không hề động sát tâm. Vừa nãy một kiếm kia, Lâu Ngạo Thiên xác thực động một chút sát tâm, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại, bằng không lão đầu kia tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ngô lão đầu sợ cái gì, hắn trước đó không động sát tâm, hiện tại hắn cũng sẽ không giết các ngươi. Hắn nhất định là bởi vì một ít nguyên nhân, không dám động sát tâm đối với chúng ta, đã như vậy, còn có cái gì sợ đây? Giết, xông vào Lâu Lan cổ địa, ổn định thông đạo truyền tống, ba người tự cho là đúng kêu to. Bọn hắn cho rằng, Lâu Ngạo Thiên cũng không phải là không thể động sát tâm, mà là không dám. Một kẻ không có sát tâm làm sao có thể giết bọn họ. Lâu Ngạo Thiên híp hai mắt, trên người phóng một hơi khí lạnh, trong lòng lạnh lùng nói, xem ra Tiêu huynh nói đúng, có ít người là sẽ không biết rõ cảm ơn, chỉ ngày một thẩm tệ hơn, đây chính là lòng người, chẳng lẽ ta vẫn phải đại khai sát giới sao? Lâu Ngạo Thiên thập phần dầu dỉ, cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Giết người không phải bản tâm hắn, hắn chỉ là không muốn mảnh cổ địa này bị người chà đạp mà thôi. Nơi này mai táng thi cốt những anh hùng chiến hồn đại lục, có thể nào dễ dàng tha thứ khinh nhờn. Nhưng hiện tại, không giết bọn hắn mà nói, người đến đây chỉ càng ngày càng nhiều, hơn nữa đi tới nơi này đều là chiến thánh cảnh cường giả, mảnh cổ địa này không thể tiếp nhận bọn hắn chiến đấu. Nếu là giết bọn hắn mà nói, Lâu Ngạo Thiên cũng có chút không đành lòng. Hơn nữa hắn nghĩ tới càng nhiều, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chiến hồn đại lục vẫn cần những người này. Ngô lão đầu dầu dỉ một trận, vừa nãy nếu như không phải Lâu Ngạo Thiên thủ hạ lưu tình thì hắn đã chết, điểm này hắn phát ra cảm kích Lâu Ngạo Thiên từ nội tâm. Nhưng liền như thế từ bỏ tiến vào Lâu Lan cổ địa sao? Vậy cũng là không có khả năng, bọn hắn cố ý từ thần kiếp chi địa chạy về, không phải liền là vì tìm kiếm cơ duyên đột phá chiến thần cảnh sao? Nếu như lần này thất bại, chờ đợi bọn hắn vẫn là tử vong, bởi vì huyết khí bọn hắn đã chậm rãi suy yếu, muốn dựa vào tự thân đột phá chiến thần cảnh càng không có khả năng. Ta có lý do ta muốn vào, xin lỗi. Ngô lão đầu hít sâu một cái. Ta biết các ngươi đều muốn tiến vào nơi này tìm kiếm cơ duyên đột phá chiến thần cảnh, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, nơi này liền áo nghĩa đều không thể lĩnh ngộ, lại làm sao có thể để các ngươi đột phá chiến thần cảnh đây? Lâu Ngạo Thiên trầm giọng nói, đến nơi này chúng ta không phải lĩnh ngộ áo nghĩa, mà là tìm kiếm thần lực chi tinh, nơi này đã từng vẫn lạc không ít chiến thần, khẳng định có không ít thần lực chi tinh, ngươi đừng hòng lừa gạt chúng ta. Một áo xám lão giả khác cười lạnh nói, một bộ ta xem thấu ngươi. Thần lực chi tinh, đồ vật kia sớm tại vạn năm trước liền không còn tồn tại. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, Lâu Lan cổ địa hết sức đặc thù. Nơi này căn bản không có thần lực chi tinh thất lạc. Còn muốn lừa gạt chúng ta, 5.000 năm trước Lâu Lan cổ địa mở ra một lần, chiến thần điện có không ít người đột phá đến chiến thần cảnh. Áo xám lão giả khịt mũi coi thường nói. Không có khả năng, Lâu Lan cổ địa không có bất luận thần lực chi tinh gì, nếu như ta nói chiến thần điện lừa gạt các ngươi tin không? Lâu Ngạo Thiên cau mày một cái, trong lòng sát khí nặng nề. Nhưng hắn lại không muốn giết bọn hắn, những người này bao quát bản thân hắn, hiện tại cũng chỉ là một con cờ mà thôi. Mắt thấy mới là thật, người tránh ra cũng liền thôi, không cho mở, vậy liền đánh đi. Hồi bào lão đầu nửa bước không cho. Vậy liền đánh đi, Lâu Ngạo Thiên biết rõ, nói với nhiều bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng, hoàn toàn là lãng phí miệng lưỡi. Nhưng mà, khi hắn vừa chuẩn bị động thủ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối thông đạo, nơi đó lại có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần. Cảm thụ đến khí tức phía sau, Ngô lão đầu chờ sáu người quay đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ sán lạn. Áo xám lão giả càng không kiêng nể gì cả cười như điên, sau đó đột nhiên quay người nhìn về phía Lâu Ngạo Thiên nói, hiện tại, ngươi còn muốn cản chúng ta sao? Thử một chút xem sao.
Sắc mặt Lâu Ngạo Thiên vô cùng trầm trọng, hắn biết chỉ dựa vào bản thân hắn, muốn ngăn trở nhiều người như vậy sẽ rất khó. Hắn chỉ hy vọng, Tiêu Phàm có thể mau chóng chạy đến. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía cuối thông đạo, nơi đó mấy điểm sáng càng lúc càng lớn, trong hư không nổi lên từng đạo sóng ánh sáng gợn sóng. Ta nói các ngươi cũng quá phế đi, ta còn tưởng rằng các ngươi gặp được địch nhân cường đại, sáu người lâu như vậy liền một người trẻ tuổi miệng còn hôi sữa đều đối phó không được. Người chưa đến, một đạo thanh âm trào phúng truyền đến. Sớm biết rõ chúng ta liền nên tới trước, để các ngươi lãng phí nhiều thời gian như vậy. Lại một bà lão mở miệng, thanh âm có chút bén nhọn. Một trận cuồng phong thổi qua, sáu bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng sáu người Ngô lão đầu bọn hắn, một mặt xem thường nhìn sáu người Ngô lão đầu. Sáu người Ngô lão đầu sắc mặt khó xử nhưng lại không cách nào phản bác, bọn hắn đại chiến lâu như vậy, đừng nói giết Lâu Ngạo Thiên, liền xông qua nơi này cũng khó khăn. Hừ, một đám tham sống sợ chết, các ngươi được, các ngươi lên đi. Hôi bào lão đầu thập phần không phục, dứt khoát nhường ra một con đường. Đám người Ngô lão đầu nhìn nhau cũng thối lui đến sau lưng sáu người, một bộ không liên quan tới ta. Một đám phế vật. Trong đó Khôi Ngô lão đầu nắm lấy trường đao hừ lạnh nói, cùng tiến lên, tốc chiến tốc thắng. Tốt. Năm người theo tiếng mà động, mắt thấy Lâu Lan cổ địa đang ở trước mắt, hơn nữa trừ nam tử trẻ tuổi này cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Bọn hắn cũng bắt đầu không cố kỵ gì lên. Chỉ cần giết chết người trẻ tuổi này, bọn hắn chính là nhóm người đầu tiên xâm nhập Lâu Lan cổ địa, cũng có hy vọng thu hoạch được thần lực chi tinh nhất. Bọn hắn phảng phất nhìn thấy chiến thần cảnh hướng bọn hắn vẫy tay, nghĩ vậy, khí huyết sáu người liền sôi trào. Hô hô, thân hình sáu người cùng chuyển động, thiên địa chi uy đáng sợ tại hư không nở rộ, thông đạo truyền tống lập tức bắt đầu rung rung. Lâu Ngạo Thiên thấy thế, trên mặt hiện lên một nụ cười, hắn cùng với ba người chiến đấu hủy không được truyền tống thông đạo, nhưng bây giờ đối phó sáu người kia vẫn có khả năng. Kiếm Vũ Tinh Hà, trường kiếm trong tay vung lên, từng đạo tinh hà sán lạn tại hư không vũ động, hắn chuẩn bị lấy một người ngạnh kháng sáu đại chiến thánh đỉnh phong. Không biết tự lượng sức mình, lão nhân cực kỳ khinh thường, kiếm vũ đao quang đầy trời cùng từng đầu tinh hà đâm vào cùng một chỗ, chôn vùi hư không. Quang mang sáng chói đâm người không mở được hai mắt. Hư không rung động kịch liệt lên, phía trên thông đạo truyền tống cũng xuất hiện từng đạo liệt phùng, thiếu chút nữa thì muốn sụp đổ. Không tốt, thông đạo truyền tống không kiên trì nổi, nhanh, sáu người các ngươi duy trì thông đạo truyền tống. Bà lão kêu to, các ngươi không phải là rất lợi hại sao, kêu đám phế vật chúng ta đi làm gì. Áo xám lão giả cười lạnh nói, căn bản không có ý tứ xuất thủ. Năm người khác cũng kìm nén một hơi, nếu như không phải ba người bọn hắn muốn duy trì thông đạo truyền tống, sáu người cùng Lâu Ngạo Thiên chiến đấu mà nói, thắng bại khả năng đã sớm phân. Sáu người này tự cho là đúng, cho rằng bản thân lợi hại, còn dám sai xử bọn hắn chỗ nào chịu đựng được cái khẩu khí này. Huống chi, coi như hủy thông đạo truyền tống, bọn hắn cũng có thể đem trách nhiệm giao cho sáu người mới tới, cho nên dứt khoát không xuất thủ. Ba người các ngươi duy trì thông đạo, ba người chúng ta ứng phó hắn. Bà lão hừ lạnh một tiếng. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm mang xuyên thủng ngực nàng, máu tươi chảy xuôi, nếu như không phải nàng lui nhanh, một kiếm kia liền đã giết nàng. Ngươi, bà lão kinh hãi nhìn Lâu Ngạo Thiên, nàng phát hiện, bản thân quá xem thường Lâu Ngạo Thiên. Những người khác cũng minh bạch, Ngô lão đầu bọn hắn cũng không phải là đối phó không được Lâu Ngạo Thiên. Mà là bởi vì thông đạo truyền tống, cho nên bọn hắn căn bản không dám toàn lực ứng phó. Nếu như toàn lực ứng phó, vô cùng có khả năng hủy thông đạo truyền tống. Nghĩ đến đám người châm chọc Ngô lão đầu bọn hắn, trên mặt bọn hắn cảm giác khó chịu, bởi vì bọn hắn so với sáu người Ngô lão đầu căn bản chẳng tốt đẹp gì. Sáu người duy trì truyền tống thông đạo, sáu người giết hắn thì như thế nào? Bà lão lấy lại tinh thần, nhìn về phía Ngô lão đầu bọn hắn. Các ngươi lợi hại, chúng ta so ra kém các ngươi chậm rãi đánh đi. Lão giả áo xám cười nhạt một cái nói. Hắn bây giờ là thực không muốn xuất thủ, chờ bọn hắn cùng Lâu Ngạo Thiên chiến mệt mỏi, đến thời điểm bọn hắn há không phải liền là nhóm đầu tiên xâm nhập Lâu Lan cổ địa. Bà lão như thế nào không biết ý nghĩ trong lòng bọn hắn, cười lạnh nói, cấp trên nếu để cho chúng ta đến,
các ngươi cảm thấy bọn hắn lại sẽ không phái những người khác tới sao? Hiện tại chúng ta chỉ có 12 người, qua một lúc khả năng chính là 24 người, thậm chí nhiều hơn. Áo xám lão giả nghe vậy, ý cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết lại, hắn đúng là nghĩ như vậy, nhưng không nghĩ tới sự tình phía sau. Chúng ta ra tay đi. Ngô lão đầu trước tiên mở miệng nói. Cơ duyên sở dĩ xưng là cơ duyên, là bởi vì bỏ lỡ liền không còn, qua một lúc những người khác đi tới nơi này, bọn hắn hy vọng muốn có được thần lực chi tinh liền càng thêm xa vời. Một cái bánh ngọt để bọn hắn mỗi người một phần còn phân không ít, nhưng nếu để cho mấy trăm người mà nói, vậy liền còn thừa không có mấy. Đám người gật gật đầu, Ngô lão đầu cùng hai người khác cũng gia nhập hàng ngũ duy trì thông đạo, áo xám lão giả cùng bà lão chờ sáu người lần nữa thẳng hướng Lâu Ngạo Thiên. Bọn hắn sáu người vừa ra tay chính là cực kỳ tàn nhẫn cùng quyết đoán, trong lòng cũng hoàn toàn không có dự định đơn đả độc đấu, một đối một bọn hắn không phải đối thủ Lâu Ngạo Thiên, hiện tại bọn hắn chỉ muốn nhanh giải quyết Lâu Ngạo Thiên. Thình thịch, trường cương sáu người cực kỳ tấn mãnh, như là bôn lôi rơi vào phía trên Lâu Ngạo Thiên, thân thể Lâu Ngạo Thiên chậm rãi tiêu tán ra. Tàn ảnh, áo xám lão giả phản ứng kịp, còn người những người khác bỗng nhiên co rụt lại. Liền bọn hắn đều bắt không kịp chân hình, cái này phải rất nhanh a. Rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, lại so với những chiến thánh cảnh đỉnh phong bọn hắn nhanh hơn. Kiếm đạo thiên uy, một đạo thanh âm từ phía sau bọn họ truyền đến, thanh âm như sấm, bá khí vô cùng, khi bọn hắn quay đầu chỉ thấy Lâu Ngạo Thiên giơ trường kiếm trong tay lên, lôi điện đầy trời xen lẫn trên đó, dường như thiên kiếp, uy thế cuồn cuộn. Lực lượng lôi điện hung mãnh cuồng bá xen lẫn bên trong thông đạo, vô số liệt phùng xuất hiện ở phía trên thông đạo truyền tống, trong thông đạo so với ngoại bộ yếu ớt hơn rất nhiều. Đi, chúng ta đi vào trước, áo xám lão giả quát to một tiếng, quay người liền hướng lấy bên trong lâu lan cổ địa kích xạ đi. Giờ phút này Lâu Ngạo Thiên xuất hiện ở phía sau bọn hắn, cái này đối với sáu người bọn hắn mà nói là cơ hội tốt nhất, một khi bỏ lỡ liền không có. Hỗn trướng. Sáu người Ngô lão đầu kêu to, sáu người áo xám lão giả cùng bà lão tiến vào lâu lan cổ địa, sáu người bọn hắn nhưng phải thủ hộ ở chỗ này, bọn hắn chỗ nào tiếp nhận được, chẳng lẽ trơ mắt nhìn cơ duyên rơi vào trong tay áo xám lão giả bọn hắn sao? Thế nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám tự tiện rời đi, một khi thông đạo truyền tống bị hủy diệt, coi như bọn hắn đột phá chiến thần cảnh thì như thế nào, chiến thần điện sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể đem hết toàn lực duy trì thông đạo, bút chướng này chỉ có thể về sau cùng bọn hắn tính. Ngô lão đầu, vất vả các ngươi. Áo xám lão giả cười ha ha, cảm thụ đến khí tức tang thương phía dưới cổ lão, hắn liền kích động không kềm chế được. Bà lão chờ năm người cũng giống như thế, bọn hắn giờ phút này tựa như đánh máu gà, trên mặt đều là ý cười. Ai cũng đừng hòng thông qua, đột nhiên. Lâu Ngạo Thiên rõ ràng phía sau bọn hắn chẳng biết lúc nào đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lôi điện đầy trời hướng về bọn hắn mãnh liệt mà đến. Làm sao có thể, nụ cười trên mặt áo xám lão giả bọn hắn két két mà dừng, sau đó dùng hết toàn lực thẳng hướng Lâu Ngạo Thiên, thánh vực chi uy nghiền ép lấy không gian, sáu người cùng Lâu Ngạo Thiên vậy mà rằng co tại cùng một chỗ. Sáu người dù sao cũng là chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, dùng hết toàn lực. Cho dù Lâu Ngạo Thiên thiên tài như thế nào cũng khó có thể nghiền ép sáu người, toàn thân hắn hơi hơi run rẩy, tùy thời đều không kiên trì nổi. Hắn ngăn không được, mọi người cùng một chỗ tiến lên, giết hắn. Áo xám lão giả ra sức kêu to, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Còn lo lắng cái gì, nhanh đi. Bà lão cũng lớn tiếng gào thét, đây chính là cơ hội giết chết Lâu Ngạo Thiên, một khi bỏ lỡ liền không có. Giết! Sáu người duy trì thông đạo thấy thế, tất cả đều lấy lại tinh thần, quát chói tai một tiếng, liền hướng lấy Lâu Ngạo Thiên đánh giết. Giờ phút này Lâu Ngạo Thiên đang bên trong giằng co, nơi nào còn có dư lực ứng phó những người khác. Hắn lúc này mới phát hiện, bản thân thực nghĩ người quá đơn giản, người càng ngăn cản bọn hắn lại càng tăng coi là nơi này có bảo bối khó lường. Nhưng coi như muốn đổi ý cũng không kịp, trừ phi hắn có thể rời khỏi thông đạo truyền tống. Mặc cho bọn hắn tiến vào lâu lan cổ địa. Bằng không mà nói, Lâu Ngạo Thiên hắn tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Lâu Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, thân thể cũng đã đến biên giới, nhưng hắn vẫn như cũ kiên trì, nội tâm có thanh âm nói cho hắn biết,
không thể lui. Xương tiền bối không thể bị người trà đạp, nơi này chỉ là phần mộ tiền bối mà thôi, vô số vong hồn nghỉ ngơi, nào có thể để cho người ta quấy rầy. Còn không lui, vậy thì chết đi. Áo xám lão giả dữ tợn kêu to, hắn thấy Lâu Ngạo Thiên chấp nhất như thế, Lâu Lan cổ địa khẳng định có bảo bối khó lường. Mắt thấy sáu người Ngô lão đầu càng ngày càng gần, áo xám lão giả bọn hắn càng vui hơn. Diệt thần! Tiêu Phàm phẫn nộ tiếng gào thét như là long ngâm, hư không chấn động, từng đạo không khí gợn sóng đối nghịch thông đạo truyền tống. Đám người chỉ cảm thấy đau màng nhĩ, thanh âm kia giống như trong đầu của bọn họ vang lên, chấn động đầu bọn hắn có chút mê muội. Danh con, người đừng hù dọa chúng ta, vừa nãy hắn một mực không dám giết chúng ta, người khẳng định cũng không dám. Mọi người không cần sợ, hắn cũng liền làm bộ mà thôi, 11 người chúng ta chẳng lẽ còn không làm gì được bọn hắn hay sao? Hai chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, có gì phải sợ? Không chừng hủy thông đạo này, chúng ta cũng có thể đi tới Lâu Lan cổ địa, tiền bối chiến thần điện khẳng định còn có thể lần nữa mở ra. Đám người nhao nhao bắt đầu động viên cho bản thân, đây là cơ hội duy nhất bọn hắn đột phá chiến thần cảnh, không có khả năng từ bỏ. Nghe đám người nói, Tiêu Phàm rất muốn cười, những người này vậy mà so sánh hắn cùng Lâu Ngạo Thiên, thực sự là buồn cười. Lâu Ngạo Thiên không giết người có lẽ là có nguyên nhân đặc biệt, nhưng Tiêu Phàm lại khác, một đường đi tới, người chết ở trong tay hắn đã đếm không hết. Những người này có lẽ tội không đáng chết. Nhưng nếu như bọn hắn quả thực là muốn bước vào Lâu Lan cổ địa, Tiêu Phàm cũng không có cách nào, tạm thời chỉ có biện pháp này ngăn cản bọn hắn. Diệt thần, đột nhiên, Tiêu Phàm động, hắn hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đã là giữa đám người. Ai, Lâu Ngạo Thiên thật sâu thở dài, Tiêu Phàm nói đúng, muốn ngăn cản bọn hắn tiến vào Lâu Lan cổ địa, hy sinh tất yếu là không có cách nào. A một tiếng hét thảm. Chỉ thấy Tiêu Phàm cầm Tu La kiếm trong tay trực tiếp xuyên qua lồng ngực Ngô lão đầu, máu tươi róc rách chảy ra. Ngô lão đầu kinh ngạc nhìn ngực bản thân, đều là vẻ khó tin. Những người khác cũng kinh hãi không thôi, vừa nãy người kia không phải không dám giết bọn hắn à, làm sao hiện tại người này lại quyết đoán cùng tàn nhẫn như thế? Ta không dám giết các ngươi. Tiêu Phàm thần sắc hờ hững, không phải vạn bất đắc dĩ Tiêu Phàm không muốn giết bọn hắn. Nhưng hiện tại hắn đã có lý do giết bọn hắn. Lưu ngươi một cái mạng, trở về nói cho người chiến thần điện, những người này ta đều giữ lại. Tiêu Phàm đột nhiên rút ra Tu La kiếm, một cước đá vào lồng ngực Ngô lão đầu. Thân thể Ngô lão đầu như một mảnh tơ liễu từ từ bay ra, hướng về chỗ sâu thông đạo truyền tống bay đi, chốc lát liền không thấy tăm hơi. Những người khác đều toàn thân run lên, bọn hắn đều xem như người gặp việc đời. Nhưng bị sát khí Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Tiến vào Lâu Lan cổ địa, một tiếng hét lớn đem tâm thần đám người kéo trở về, bà lão là kẻ thứ nhất dẫn đầu phóng tới Lâu Ngạo Thiên. Lúc bọn hắn nhìn đến, Lâu Ngạo Thiên không có nguy hiểm như vậy, hắn là không có khả năng ngăn trở 10 người khác. Ta nói, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy, lại một đạo thanh âm băng lãnh vang lên, chẳng biết lúc nào Tiêu Phàm đã đến trước người bọn họ. Ngăn cản đường đi bọn hắn. Tốc độ Tiêu Phàm hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng, sau lưng Tiêu Phàm, một đôi xương cánh to lớn chớp động, như hai thanh thiên đao, lộ ra phong mang vô cùng đáng sợ. Xung quanh xương cánh, hư không xuất hiện từng đạo vết rách, một cỗ sắc bén hư vô chi nhận bắn ra, hắn rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ nhưng ngay cả hư không đều tiếp nhận không được uy áp. Tu La thần dực, ngươi là Tu La điện chủ. Bà lão kinh khủng nhìn Tiêu Phàm, những người khác cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, toàn thân bắt đầu run rẩy. Những tu sĩ thế hệ trước đều là từ giết chóc bên trong đi ra, biết rõ Tu La điện chủ khủng bố. Bọn hắn cũng rốt cục biết rõ, tại sao Tiêu Phàm dám giết bọn hắn, nếu như đường đường là Tu La điện chủ đều không dám giết người, vậy liền thực kỳ quái. Hiện tại ý nghĩ duy nhất trong lòng bọn hắn chính là trốn, lập tức thoát đi nơi đây. Nếu như không trốn, đừng nói được thần lực chi tinh đột phá chiến thần cảnh, chính là hiện tại muốn sống sót cũng rất khó. Dù Tiêu Phàm chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, bọn hắn cũng không có dũng khí cùng Tiêu Phàm chiến đấu, Tu La điện chủ vượt giai giết người đây chính là sự tình rất bình thường. Chết, Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, sát ý đáng sợ từ trên người hắn nở rộ mà ra, trong hư không đột nhiên tản ra một cỗ lãnh ý,
cỗ lãnh ý này trong nháy mắt bao phủ 10 người đối diện. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, 10 người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, có chút rùng mình, dưới cỗ sát ý này, bọn hắn đến sức phản kháng đều không có. Cái này thực chỉ là một chiến thánh cảnh hậu kỳ phát ra sát ý à, làm sao có thể khủng bố như thế? Lâu Ngạo Thiên cũng bị sát ý Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, trong lòng khẽ run lên, phía dưới cỗ sát ý này, mọi loại sát ý đều có thể không là gì. Kỳ thật không chỉ hắn nghĩ như vậy, 10 người đối diện lại làm sao không nghĩ như vậy chứ? Bọn hắn gặp qua giết chóc không ít, cảm thụ qua sát ý cũng rất nhiều, nhưng không có ai phát ra sát ý khủng bố giống Tiêu Phàm như vậy, rất có một loại khí thế, hoa nở hoa tàn. Tiêu Phàm nở rộ sát ý, địch nhân liền rốt cuộc không dám cùng hắn tranh phong khí thế. Ngươi không thể giết chúng ta là công thần chiến hồn đại lục. Bà lão đột nhiên sợ hãi kêu to, liền sức phản kháng đều không có. Máu tươi trên người 10 người bắn tung tóe, chỉ một lát sau bọn hắn liền biến thành huyết nhân. Công thần, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn ngừng thân hình, bất quá sát ý lại không có thu liễm. Bọn hắn xác thực coi là công thần chiến hồn đại lục, Tiêu huynh, tha bọn hắn một mạng đi. Lâu Ngạo Thiên thở dài, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Lâu Ngạo Thiên, không biết câu nói này là có ý gì. Thần kiếp chi địa là một chiến trường, là chiến trường chiến hồn đại lục ta cùng dị tộc từ bên ngoài đến, năm đó người từ bên ngoài đến xâm lấn kỳ thật cũng không chết hết, mà là bị Tu La Điện Chủ lúc trước lấy thủ đoạn vây ở một chỗ, nơi đó cũng chủ yếu là chiến trường chiến hồn đại lục cùng dị tộc từ bên ngoài đến. Lâu Ngạo Thiên giải thích nói, vậy Lâu Lan cổ địa thì sao? Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc, trước đó Lâu Ngạo Thiên cũng đã có nói, mảnh địa vực này cũng là chiến trường. Lâu Lan cổ địa chỉ là một bộ phận chiến trường lúc trước, Tu La Điện Chủ năm đó mang người chết đi mai táng ở chỗ này, nơi này hiện tại chỉ là một cái mộ. Lâu Ngạo Thiên còn nói thêm, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn đại khái minh bạch, Lâu Lan cổ địa chỉ là Lâu Lan cổ quốc lúc trước mà thôi, chiến thần cảnh đại chiến làm sao có thể cực hạn tại một chỗ đây. Lúc này, thanh âm Lâu Ngạo Thiên lại vang lên, hắn nhìn về phía 10 người bà lão nói. Chắc hẳn các ngươi cũng đã được nghe nói, kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt, rồi chứ. 10 người hờ hững gật đầu, nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên cầu tình, ánh mắt bọn hắn khôi phục một tia thần thái. Kiếm hồn, không chỉ có riêng Lâu Lan cổ quốc, mà là toàn bộ vô số sinh linh chiến hồn đại lục. Chúng ta phản kháng dị tộc từ bên ngoài đến quyết tâm chính là một thanh kiếm, mỗi một cái đều là kiếm hồn, chỉ cần tu sĩ chiến hồn đại lục không chết, chiến hồn đại lục liền vĩnh viễn sẽ không diệt. Lâu Lan cổ địa chỉ là một đại biểu mà thôi, đáng tiếc thế nhân hiểu sai ý tứ nó. Lâu Ngạo Thiên còn nói thêm. Tiêu Phàm hít sâu một cái, lúc trước hắn làm sao không hiểu sai những lời này đây. Sau đó Tiêu Phàm lại nhìn về phía 10 người kia, chậm rãi thu hồi sát ý lạnh như băng, nói ra, nếu Lâu huynh thay các ngươi cầu tình, ta có thể không giết các ngươi, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hiện tại, ta cho các ngươi một cơ hội sống sót. Liền nhìn các ngươi có thể chân quý hay không? Cơ hội gì? Bà lão không cần nghĩ ngợi hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ khát vọng, trước mặt tử vong, ai cũng sợ hãi. Tiêu Phàm híp mắt nhìn 10 người, ta cười nói, vô luận như thế nào, các ngươi đều không thể sống sót rời đi nơi này. Nghe nói như thế, con người mấy người hơi hơi co rụt lại, lại khẩn trương tới cực điểm, bất quá Tiêu Phàm căn bản không có động thủ đối bọn hắn. Cái này khiến mấy người nghi hoặc không hiểu. Như vậy đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó thanh âm trực tiếp truyền vào lỗ tai 10 người. 10 người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Tốt, chúng ta đáp ứng. Bà lão trước tiên mở miệng, những người khác cũng gật đầu. Vị trí quảng trường Thiên Thần Phong, rất nhiều người nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm thông đạo truyền tống, muốn chờ đợi người đi vào đáp lại. Nhưng mà qua thời gian một nén nhang, thông đạo truyền tống vẫn bình tĩnh như thường. Đã qua lâu như vậy sao còn chưa quay về, chẳng lẽ lại thất bại? Chờ xem, cách một ngày thời gian còn rất dài, có các vị tiền bối chiến thần điện ở đây, đừng nói một chỗ cổ địa, chính là một cái thế giới mới cũng có thể cầm xuống. Không sai, 12 đại chiến thánh cảnh đỉnh phong đoán chừng đều không sợ chiến thần, nếu như ngay cả một mảnh cổ địa đều bắt không được mà nói, đó thật đúng là trò cười. Có ít người khe khẽ bàn luận, những người này phần lớn là tu sĩ chiến thần điện,
ngữ khí bên trong đều là ý ngạo nghễ. Các tu sĩ cổ tộc khác trầm mặc không nói, thực lực chiến thần điện như thế nào bọn hắn đều rõ ràng, xác thực không phải cổ tộc bình thường có thể so sánh. Nhưng đi lâu như vậy, 12 chiến thánh cảnh đỉnh phong một chút hồi âm đều không có, cái này không giống bình thường. Chiến thần điện nói càng nhiều, qua một lúc bị đánh mặt cũng sẽ đánh càng ác, bọn hắn chỉ cần xem kịch vui là được. Ông đột nhiên, một vệt sáng từ cuối thông đạo kích xạ mà đến, 6 hắc y nhân bỗng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, những người khác cũng đi theo nhìn lại. Có người trở về, rốt cục có thể tới. Đám người có người kêu lên sợ hãi, trên mặt đều là vẻ kích động. Bọn hắn chờ đợi lâu như vậy đã mất đi cơ hội thứ nhất bước vào lâu lan cổ địa, lần này khẳng định sẽ không bỏ qua. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ truyền tống trên đài ngọc truyền đến, trong nháy mắt kéo về tâm thần tất cả mọi người, bọn hắn kinh ngạc nhìn truyền tống ngọc đài, tất cả đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trên truyền tống ngọc đài, một lão già máu me be bét khắp người, lồng ngực còn có một vết kiếm dữ tợn, nhìn thấy mà giật mình. Người kia không phải Ngô lão đầu sao? Có người kinh ngạc nhìn lão giả nói, bởi vì Ngô lão đầu là kẻ thứ nhất vào truyền tống ngọc đài cho nên rất nhiều người đều nhớ kỹ tướng mạo hắn. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn hắn kinh hãi đến cực điểm, Ngô lão đầu là chiến thánh cường giả tối đỉnh vậy mà chỉ còn lại một hơi. Nơi xa, Kỳ Hiểu lách mình xuất hiện ở bên người Ngô lão đầu, cuồn cuộn hồn lực tràn vào thể nội Ngô lão đầu, sắc mặt vô cùng trầm trọng. Nói, bên kia xảy ra chuyện gì? Theo hồn lực Kỳ Hiểu tràn vào, Ngô lão đầu khôi phục mấy phần huyết sắc, Tiêu Phàm cũng không có đẩy hắn vào chỗ chết, bằng không mà nói, hắn sao còn có thể sống đến hiện tại? 12 người chúng ta bị 2 người ngăn khuất bên trong thông đạo truyền tống, không thể tiến vào lâu lan cổ địa. Ngô lão đầu hết sức yếu ớt, gian nan nói ra. Nghĩ đến mình bị Tiêu Phàm một kiếm đâm xuyên lồng ngực, hắn hiện tại cũng cảm giác toàn thân phát lạnh. Cái gì, chỉ có 2 người? Chẳng lẽ là chiến thần cảnh? Trong đám người có người kêu to, những người khác cũng lộ ra vẻ kinh hãi. 12 người Ngô lão đầu bọn hắn đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong từ thần kiếp chi địa, cho dù tu sĩ đồng bậc cũng coi là cường giả. Nhưng mà bọn hắn lại bị 2 người ngăn trở, thực lực đối phương chẳng phải là rất khủng bố. Không phải chiến thần cảnh, chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngô lão đầu lắc đầu. Đắng chát cười nói. Ttt, thanh âm đám người hít một hơi lãnh khí vang lên, 2 chiến thánh cảnh hậu kỳ ngăn trở 12 chiến thánh cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn trọng thương Ngô lão đầu, dạng thực lực này quá kinh khủng. Nếu như lần thứ nhất đạp vào thông đạo truyền tống là những tu sĩ chiến thánh đó cảnh hậu kỳ, phải chăng có thể sống? Không có khả năng, 2 chiến thánh cảnh hậu kỳ làm sao có thể ngăn cản các ngươi? Kỳ Hiểu cũng thập phần không tin. Hắn cũng coi là đi qua sóng to gió lớn, gặp qua thiên tài cũng không ít. Liền tựa như thập đại yêu nghiệt trẻ tuổi một đời bây giờ, bọn hắn từng tên nắm giữ thực lực chém giết chiến thánh cảnh đỉnh phong nhưng bất luận một người nào cũng không thể lấy một địch 6. Nếu như Ngô lão đầu không có nói dối, đối phương chẳng phải là so với thập đại yêu nghiệt còn muốn yêu nghiệt. Người đem tướng mạo 2 người miêu tả đi ra ta xem. Đột nhiên, một người áo đen trong đó mở miệng hỏi. Hắn cũng giống như rất muốn kiến thức một cái, 2 người có thể lấy một địch 6 đến cùng có bộ dáng gì. Ngô lão đầu gật đầu, đưa tay vung lên, 2 đạo hồn lực mãnh liệt cuộn trào ra, lập tức tại hư không ngưng tụ ra 2 đạo thân ảnh, một đen một trắng, hết sức rõ ràng. Rất hiển nhiên, 2 đạo thân ảnh chính là Tiêu Phàm cùng Lâu Ngạo Thiên. Là hắn, thần sắc Kỳ Hiểu lạnh lẽo, trong mắt đều là vẻ khó tin. Sau đó sát khí băng lãnh từ hắn trên người nở rộ mà ra. Người ở đây lại có rất thấy nhiều người thấy qua dung mạo chân thực của Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, cũng khẳng định có thể nhận ra rất nhiều cố nhân. Về phần Lâu Ngạo Thiên, người có thể nhận ra hắn thập phần thưa thớt, bất quá cũng có tận mấy đôi con người hơi hơi lấp lóe. Những người này đều là người vô song thánh thành, Tô Mạch Hàn cùng Tô Mạch Huyên chính là 2 người trong đó. Bọn hắn điều tra qua tin tức Tiêu Phàm. Đối với người bên cạnh Tiêu Phàm đều tương đối biết, Lâu Ngạo Thiên lúc trước đột nhiên biến mất, bọn hắn cũng lưu một cái tâm nhãn. Bọn họ là ai? Người áo đen ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Kẻ mặc áo đen là Tu La Điện chủ thế hệ này. Kỳ Hiểu nghiến răng nghiến lợi, hắn không khỏi nắm 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 đấm, sát khí vô cùng lạnh lẽo.
Lúc trước hắn là trên người bác lão ăn một cái thiệt thòi lớn, thi triển huyết độn mới may mắn chạy trốn, hắn ròng rã tốn hơn một năm thời gian mới khôi phục được. Tu La Điện Chủ, sáu người áo đen kém chút cả kinh, ngữ khí mấy người cũng vô cùng lạnh lẽo. Sắc mặt tu sĩ toàn trường đều chẳng tốt đẹp gì, tên Tu La Điện Chủ ở đây người cơ hồ nghe nhiều nên quen thuộc, nhưng chân thực nhìn thấy lại là lần thứ nhất. Hơn nữa, rất nhiều người bọn hắn cũng biết rõ Chiến Thần Điện cùng Tu La Điện có cửu hận, cho nên cũng không dám nói gì, sợ đắc tội Chiến Thần Điện. Những người khác đâu, trong đó một người áo đen thần sắc băng lãnh nhìn Ngô lão đầu, lạnh giọng nói, lấy hắn làm trung tâm, băng xương chi khí bắt đầu tràn ngập khắp nơi, rất nhiều người không khỏi run run. Đều chết, bọn hắn đều chết, hắn nói, ai nếu dám tiếp tục đi vào, hắn liền giết người đó, đến một người giết một người. Đến một đôi giết một đôi. Ngô lão đầu sợ hãi nói, phía sau câu nói kia là Tiêu Phàm truyền âm cho hắn. Khẩu khí thật lớn, một tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ mà thôi, ta xem hắn là thật không dám giết chết bọn hắn. Người áo đen cực kỳ khinh thường nói. Kỳ hiểu thấy thế, trên mặt hiện lên nụ cười, hắn biết rõ bản thân muốn giết Tiêu Phàm đoán chừng đã có chút độ khó, nhưng những người áo đen này không nhất định. Bọn hắn muốn giết một người tuyệt đối là sự tình rất đơn giản, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 65.